Các bạn đang nghe truyện quỷ dị tu tiên thế giới trên kênh TV Audio CV. Chương 460, Sơn Trang, 2 Yến Quy Lai trầm giọng nói nếu trong thành phát sinh bất kỳ sự kiện quái quyệt gì, sẽ do lực sĩ phù sư được viên huệ pháp sư chỉ định đi xử lý, tất cả sự vụ trong phủ ti giao cho viên huệ pháp sư xử lý. Bất kỳ ai cũng không được cải mệnh lệnh, hiểu chưa, hiểu rồi. Mọi người đồng loạt dạ một tiếng. Yến Quy Lai làm như vậy Hiển nhiên là để giữ bí mật đối với hành động 15 người chu phàm rất nhanh được lĩnh phù lục cùng với các loại dược vật nghi loan ti phụ phát Nghi loan ti phụ đối với những vật phát phóng cho nhiệm vụ trước nay là sẽ không thu lại Xem như một loại ban thưởng đối với người chấp hành nhiệm vụ Đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể có được phần thưởng Giống như nhiệm vụ lần này, cấp bậc rất cao, phần thưởng tất nhiên cũng phong phú hơn Dưới trọng thưởng tất có dũng phu nếu không cũng không có võ giả nào lại nguyện ý gia nhập nghi loan ti phủ làm chuyện nguy hiểm như vậy chu phàm trải qua giáo huấn của vô diện lần trước hắn sau chuyện lại tiêu tốn điểm số để binh tượng của nghi loan ti phủ đã tạo một thanh cự đao thích hợp cho hắn một thanh để ở nhà một thanh để ở nghi loan ti phủ chính là để đề phòng vạn nhất chu phàm thuận tay đeo cự đao mới được đã tạo ở trên lưng vào thời điểm mấu chốt nói không chừng còn phải dùng tới lợi kim phù bởi vì chấp hành nhiệm vụ chưa rõ Chu phàm do dự một chút, vẫn không mang theo lão huynh, cũng nhờ một tiểu lại trong phủ chăm sóc hộ. Mọi người sau khi chuẩn bị một chút ở nghi loan ti phủ, để không khiến người ta chú ý, Yến Quy Lai và áo công công mỗi người dẫn theo 7-8 người, tách ra từ cửa thành đông đi ra. Đợi đi qua đông Ngọc Kiều, đến xích đạo ở giả ngoại thì hai nhóm người mới hội tụ cùng một chỗ. Bởi vì tính bảo mật của nhiệm vụ, không ai hỏi mục đích ở đâu, chỉ theo Yến Quy Lai áo công công tiến về phía trước. Đi được một lúc, Yến Quy Lai vung tay, hai vị thám quyệt viên trong đội dẫn đầu chạy về phía trước, rất nhanh liền biến mất trước mắt mọi người. Thám quyệt viên am hiểu nhất là quan sát ở giả ngoại, luận về bản sự sinh tồn ở giả ngoại, cho dù là phù sư cũng không có kinh nghiệm phong phú bằng bọn họ, rất nhiều lúc bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ đều đảm đương thám tử trong đội ngũ. Đại đa số xích đạo ở phụ cận thiên lương thành thỉnh thoảng có thể gặp phải võ giả, có điều bọn yến quy lai lựa chọn là xích đạo ít người là để tận lực tránh võ giả giả ngoại đi khoảng một canh giờ bọn họ rời khỏi xích đạo đi tới một triền núi kín đáo bọn chu phàm nhìn yến quy lai và áo công công ra giả ngoại cách thiên lương thành đã được một đoạn cự ly nhiệm vụ chắc cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa chu phàm nhìn xung quanh không nhìn thấy bất kỳ vật kiến trúc gì nơi này chắc không phải mục đích của nhiệm vụ nhiệm vụ lần này của chúng ta là khống chế bích hồ sơn trang áo công công dùng giọng the thế của hắn mở miệng nói bích hồ sơn trang bọn chu phàm ngây ra một thoáng trên mặt không ít người lộ ra vẻ ngưng trọng chu phàm biết mình đã đoán sai rồi bích hồ sơn trang ở cách thiên lương thành không xa chính là gần đây sau khi chu phàm đến thiên lương thành mỗi ngày đều tìm hiểu tình huống của thiên lương lý đối với nơi như bích hồ sơn trang cũng có nghe nói đó là một tòa sơn trang giả ngoại, sơn trang mở ở giả ngoại, võ giả du đảng ở giả ngoại có tiền đều có thể vào sơn trang ở, sơn trang sẽ bảo hộ bọn họ không bị quái quyệt quấy rầy, có chút tương tự với trạm dịch hoặc là khách sạn giả ngoại. Dám làm ăn ở giả ngoại, đều có vật tương tự như vệ cổ có thể chống đỡ sự xâm nhập của quái quyệt. Trang chủ lâm kiệt của Sơn Trang lại là một võ giả thể lực đoạn, dưới trướng hắn có năm sáu võ giả bạo phát đoạn lo liệu Sơn Trang cho hắn, trên tốc độ đoạn chính là thể lực đoạn võ giả thể lực đoạn ở thiên lương lý đã xem như là cao thủ rất hiếm có lâm kiệp ở thiên lương lý cũng có danh khí nhất định người như vậy không dễ đối phó bọn chu phàm nhìn về phía yến quy lai và áo công công muốn nghe bọn họ giải thích vì sao lại muốn đối phó bích hồ sơn trang phủ ti trải qua thăm dò trong thời gian nhất định đã có đủ chứng cớ chứng minh sự kiện kiển thụ ở đê khư nguyên cùng với sự kiện phong lê bệnh hồng tuyến phát sinh ở thiên lương thành đều có liên quan tới một thế lực của người đeo mặt nạ, mà hiện tại lại điều tra rõ, thế lực người đeo mặt nạ này có quan hệ không rõ với Lâm Kiệt, Bích Hồ Sơn Trang. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là khống chế Bích Hồ Sơn Trang, bắt sống Lâm Kiệt. Áo công công nghiêm mặt the thế nói. Trong lòng áo công công là một mảng nóng trực, đây chính là một phần công lao không nhỏ. Vốn khi ở trong phủ ti Yến Quy Lai thương lượng với hắn và viên Huệ Hòa Thượng, yến quy lai kiến nghị là để hắn lưu thủ thiên lương thành nhưng hắn là loại người không có lỗ cũng phải chui công lao dễ như trở bàn tay như vậy hắn đương nhiên không muốn bỏ qua trải qua một phen tranh luận viên huệ hòa thượng nhượng bộ lưu thủ thiên lương thành hắn ngược lại có được nhiệm vụ theo yến quy lai vây quét bích hồ sơn trang thế lực người đeo mặt nạ đó không đơn giản nói không chừng còn có thể lôi ra được nhiều thứ hơn vậy đến lúc đó công lao càng lớn hơn Nghe áo công công giải thích, mọi người không còn dị nghị. Bích Hồ Sơn Trang ở chỗ cách phía sau triền núi không xa, hai thám quyệt viên sau khi áo công công nói xong không lâu đã trở lại. Yến Đại Nhân, áo công công, phía trước không phát hiện bất kỳ thám tử gì. Một trong hai thám quyệt viên trả lời. Không có thám tử cũng không phải chuyện kỳ quá gì, cho dù Bích Hồ Sơn Trang này có liên quan tới người đeo mặt nạ, nhưng đều là âm thầm vụn trộm, nơi này thỉnh thoảng sẽ có võ giả tới đây ngủ lại, nếu để các võ giả phát hiện ở loại cự ly này cũng có thám tử, khẳng định sẽ sinh ra nghi vấn đối với Bích Hồ Sơn Trang. Để hai thám quyệt viên đi trước điều tra, chỉ là cách làm cẩn thận. Yến Quy Lai và Áo Công Công chỉ hơi gật đầu, mang theo 15 người chu phàm trèo lên triền núi không tính là thấp, bước vào rừng cây. Đi một lúc trong rừng cây, mới có thể từ trong cây rừng thấp thoáng nhìn thấy trang viên khổng lồ. Trang viên nửa vòng tròn xây dựng dựa vào một hồ nước xanh biếc. Nước hồ ở giả ngoại, có thể tùy thời sẽ ẩn tàng quái quyệt. Bíp hồ sơn trang giám ở xây dựng sơn trang ở cạnh hồ, hiển nhiên cũng là một loại tượng trưng cho nó có thực lực nhất định. Chỉ đáng tiếc, đối thủ lần này của nó là nghi loan ti cường đại. Khi đến cự ly chỉ còn lại trăm bước, Yến Quy Lai làm một thủ thế, bọn Chu Phàm lấy ra binh khí của mình, bắt đầu dán phù lục lên binh khí. Chu Phàm đã quen với Yến Quy Lai chỉ có tay không, hắn có chút kinh ngạc là áo công công. Áo công công dùng là một đôi đại đồng tùy giống như bí đỏ. Hình thành đối lập rõ ràng với hình tượng luôn âm nhu của hắn. Nhìn mọi người đã dán xong phù lục, Yến Quy Lai trầm giọng nói xông vào, tỏ rõ thân phận, người dám cãi lệnh giết không tha. Dưới sự dẫn dắt của Yến Quy Lai và áo công công, mọi người trèo qua tường vây của Sơn Trang. Chỉ là bọn họ vừa hạ xuống đất, lập tức hơi biến sắc. Bởi vì Sơn Trang im lặng tới vô lý, không có một chút tiếng người nào yến quy lai và áo công công nhìn nhau trong mắt hai người đều lộ ra vẻ cảnh giác cẩn thận một chút chúng ta có thể đã bị phát hiện rồi yến quy lai hạ giọng nói không thể lui về phía sau vào lúc như thế này được mọi người rụt rè đi vào chính sảnh của trang viên sau đó bọn họ nhìn thấy thi thể khắp nơi máu tươi đã nhuộm đỏ cả trang viên lui về phía sau sắc mặt yến quy lai khẽ biến nói thế giới này đối với thi thể đều có một loại kiên kỵ. Bọn Chu Phàm lập tức lui đến ngoài cửa sảnh. Yến Quy Lai bảo một phụ sư cùng một thám quyệt viên tiến vào điều tra một chút, những người còn lại đều cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng kẻ địch lao ra. Tình hình này hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ. Hai người đi vào rất nhanh lại lui ra, mặt lộ vẻ kinh hãi người bên trong có một số là bị giết, có một số là tự sát, từ quần áo cho thấy, bị giết đều là võ giả ngủ lại, tự sát thì nhìn hình như đều là người của Bích Hồ Sơn Trang. Giết võ giả ngủ lại không có gì kỳ quái, nhưng vì sao phải tự sát, áo công công lẩm bẩm nói. Không xong rồi. Trong đám người có mấy người kinh hô thành tiếng. Có thể là hiến tế. Yến Quy Lai phẫn nộ quát, mau lui lại, rời khỏi Sơn Trang. Mọi người chạy tới cửa Sơn Trang chỉ là cấm tà phù bọn họ một mực đeo trên cánh tay tự cháy lên, bọn họ càng tới gần cửa lớn, cấm tà phù lại cháy càng nhanh. Mắt thấy chỉ còn hơn 10 bước là có thể lao ra khỏi trang viên. Dừng lại. Sắc mặt Yến Quy Lai hơi trầm xuống, lại quát lên, chuyện này thật sự quá không thích hợp. 17 người bao gồm cả Yến Quy Lai và áo công công đại bộ phận đều ngừng lại. Chu Phàm một tay quàng lên vai Lý Cửu Nguyệt đang chạy nhanh, giữ hắn lại nhưng có hai lực sĩ không biết chạy quá nhanh không phanh được hay là quá sợ hãi chỉ trong chớp mắt hai lực sĩ đó đã chạy ra khỏi sơn trang lao ra khỏi sơn trang bọn họ mới ngừng chân cấm tà phù trên cánh tay bọn họ bốc lên hỏa diễm màu lam lập tức cháy sạch hai lực sĩ lao ra khỏi sơn trang nhanh chóng xoay người trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn lại ở trong mắt bọn chu phàm quanh người hai lực sĩ sưng lên từng huyết bào bọc máu bọn họ tựa như bị rót vào thứ gì kỳ quái vậy. huyết bào trên thân thể hai người càng lúc càng lớn, ầm ầm hai tiếng, bọn họ triệt để nổ tung, vô số huyết nhục bắn ra. mười lăm người chu phàm đã nhanh chóng lui về phía sau, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ sợ hãi. khi chu phàm lui về phía sau, hắn không ngừng nhìn cấm tà phù trên cánh tay. cấm tà phù đã bốc cháy một nửa, khi bọn họ lui về phía sau đã tắt. chu phàm thầm thở vào nếu cấm tà phù tiếp tục bốc cháy, vậy hắn sẽ sử dụng thủ đoạn tự cứu khác. Cấm tà phù trên người những người còn lại cũng vậy. Sắc mặt áo công công và yến quy lai rất khó coi, đây hiển nhiên là một cái bẫy. Cũng không biết là lộ bí mật mà dẫn tới kẻ địch thiết lập cạm bẫy, hay là tin tức bọn họ có được vốn chính là giả. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy như vậy. Bên ngoài trang viên bắt đầu diễn sinh sương mù màu máu, bao phủ cả trang viên. Trên mặt mọi người lộ ra biểu cảm cảnh giác hơn. 13 người Chu phàm nhìn về phía Yến Quy Lai và Áo Công Công, xem bọn họ chuẩn bị ứng đối thế nào, trước tiên lui về trong nhà đã. Yến Quy Lai trầm giọng nói: "Đã không ra được, vậy cứ quay lại trước, hắn cũng muốn nhìn xem kẻ địch muốn làm gì." Mọi người vội vàng lui về căn phòng đầy rẫy thi thể, đứng ở cạnh cửa. Mỗi người đều cảnh giác cao độ không muốn chạm vào thi thể trên mặt đất. Bên cạnh hồ nước của Bích Hồ Sơn Trang có một gốc cây cao, một nam tử hiện ra thân ảnh, hắn đeo mặt nạ ác quỷ màu trắng, khóe miệng mặt nạ có răng nanh, giống như cười giống như khóc. Hắn nhìn Sơn Trang bị sương máu bao phủ ở cạnh hồ, trên tay bóp một đạo truyền âm phù, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp chậm rãi nói thí nghiệm phẩm số 6 thiên lương lý đã mở ra, hy vọng có thể sửa chữa chỗ thiếu hụt vốn có, người thí nghiệm là lực sĩ phù sư của Nghi Loan Ti Phủ, bất kể thành công hay thất bại, sau nhiệm vụ lần này, thế gian sẽ không còn lâm kiệt nữa, ta sẽ đổi một thân phận khác để ẩn tàng, cứ điểm bích hồ Sơn Trang đã từ bỏ, nhớ lấy nhớ lấy. Bích hồ Sơn Trang Trong phòng thi thể ngủ ngang, nhưng có một điểm giống nhau, bụng bọn họ bị xé rách, nội tạng như ruột gan đều trào ra hết. Cẩn thận một chút, đã là hiến tế, trong Sơn Trang có lẽ sẽ tồn tại quái quyệt loại hiến tế. Có phù sư mở miệng nhắc nhở có thể nhìn ra là loại quái quyệt hiến tế nào không? Trên mặt áo công công hiện lên một tia hoảng loạn hỏi. Phù sư và thám quyệt viên suy tư một lúc, rất nhanh lại lắc đầu. Không nhìn ra, nhìn thì có chút giống như hiến tế loại kết giới. Có phù sư nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Chỉ có hiến tế loại kết giới, khi bọn họ muốn trốn ra bên ngoài mới kích phát cấm chế hiến tế. Không phải hiến tế loại kết giới, lại có lẽ không chỉ là hiến tế loại kết giới yến quy lai trầm giọng nói bọn họ sẽ không chỉ muốn nhốt chúng ta ở bích hồ sơn trang sắc mặt mọi người biến đổi lời nói của yến quy lai rất có lý bất kể là như thế nào trước hết nghĩ pháp xác nhận đây là dạng hiến tế gì đã yến quy lai dừng một chút lại nói năm người một tổ tách ra tìm kiếm mau chóng tìm ra trận pháp có thể hiến tế có hiến tế bình thường sẽ có trận pháp hiến tế mà trận pháp này ở ngay trong sơn trang Sơn Trang không tính là lớn, chia làm hai tầng trong ngoài, tầng ngoài là đại sảnh tiếp đãi, tử quán ăn cơm, tầng trong thì là phòng ở, có khoảng hơn 10 gian. Mọi người chỉ tách ra tìm một lúc, thậm chí không tiến vào tầng trong đã ở ngay tử quán tìm được trận pháp hiến tế. Tất cả bàn trong tử quán đều bị ném ra, trên ván gỗ dùng máu vẽ trận pháp hình cây ô liu. Trận pháp có hai đầu nhọn, ở giữa là một vòng tròn. Trận pháp có khói đen lượn lờ bốc lên. Tất cả mọi người rất nhanh đều hội tụ trong tử quán, nhìn trận pháp này. Có điều không ai dám manh động, bởi vì trận pháp vốn nên là phải kín đáo, lại quan minh chính đại thiết lập tại ở nơi rõ ràng như tử quán, vậy chứng tỏ một chuyện, người bày trận không sợ có người có thể hủy trận pháp. Năm vị phù sư không cần yến quy lai phân phó, trục rè tới gần, bắt đầu nghiên cứu trận pháp hiến tế này. Bọn họ muốn rời khỏi bích hồ sơn trang, vậy cũng chỉ có phá giải được trận pháp hiến tế này. Trận pháp chưa triệt để hình thành. Có phù sư nhìn tuyến văn, đường nét, của trận pháp, vui vẻ nói. Quả thật chưa hình thành, quái quyệt được kêu gọi chưa hàng lâm, chắc vẫn kịp phá. Phù sư thứ hai cũng phấn chấn nói. Hiến tế phần lớn là để kêu gọi quái quyệt, loại quái quyệt hiến tế ra này thường thường rất khó khống chế, không cẩn thận sẽ hại người hại mình. Vậy mau tìm ra phương pháp phá giải đi áo công công rít lên. Hắn đã chịu đủ loại địa phương quỷ quái này rồi, nơi này khiến hắn cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Các phù sư không nói gì, mà là cúi đầu nghiên cứu. Bọn Chu Phàm không hiểu những thứ này, chỉ có thể tản ra cảnh giới cho năm vị phù sư. Không bao lâu sau, sắc mặt năm vị phù sư biến thành trắng bệch, bọn họ thấp giọng thì thầm cãi nhau. Các ngươi đang to cần gì thế? Hiện tại rốt cuộc thế nào? Áo công công có chút bất mãn nói có gì cứ nói thẳng ra. Yến Quy Lai trầm ổn nói, kỳ thật hắn vừa rồi không ôm nhiều kỳ vọng. Chu Phàm nhìn sắc mặt của phù sư, trong lòng hắn cũng trầm xuống, hiển nhiên kết quả cũng không quá không lý tưởng. Hai vị đại nhân, chúng ta không thể phá giải. Bọn họ kêu gọi là mộng ngẫu. Một phù sư trong đó sợ hãi nói. Mộng ngẫu, Chu Phàm hơi ngây ra, hắn chưa từng nghe qua tên của quái quyệt này, nhưng sắc mặt áo công công và yến quy lai lập tức biến thành khó coi không ngờ là mộng ngẫu lý cửu nguyệt ở bên cạnh chu phàm cũng nhíu mày chẳng trách lại là trận pháp hình cây ô liu ngươi nhận ra mộng ngẫu à chu phàm vội vàng thấp giọng hỏi lý cửu nguyệt trong đám người cũng vang lên tiếng thì thầm to nhỏ mộng ngẫu là một loại quái quyệt rất đặc thù nó không có bất kỳ ý thức gì giống như một loại nguyền rủa hơn cũng bởi vì vậy một khi bắt đầu kêu gọi là không thể nghịch chuyển. Sắc mặt Lý cử Nguyệt ngưng trọng, giải thích cho Chu Phàm. Dạng nguyền rủa gì, Chu Phàm nghe nói là nguyền rủa, hắn hơi biến sắc. Khi mộng ngẫu xuất hiện, phải rời khỏi nơi mộng ngẫu nguyền rủa, hiện tại xem ra nơi nguyền rủa này là sơn trang, chỉ có khi hai người, mỗi người bước vào hai đầu trận pháp hình cây ô liu, mộng ngẫu chuyển động, nó nghiêng về bên nào thì bên đó sẽ bị kéo vào trong ác mộng, khó có thể thoát ra, thân thể cũng sẽ bị mộng ngẫu thu hồi, mà người còn lại thì có thể giải trừ nguyền rủa được dịch chuyển ra nếu là một người đi vào trận pháp thì sao chu phàm nhíu mày hỏi vậy nó sẽ nghiêng về người duy nhất đó lý cửu nguyệt nói ngay khi lý cửu nguyệt vừa giải thích xong cho chu phàm các phù sư cũng lớn tiếng giải thích với mọi người cũng na ná như những gì lý cửu nguyệt vừa nói trên mặt một số võ giả lần đầu tiên nghe nói tới quái quyệt mộng ngẫu đều lộ ra vẻ sợ hãi chẳng lẽ không có cách nào loại bỏ nguyền rủa của mộng ngẫu này à? Chờ thời khắc nó hàng lâm rồi giết nó thì có thể giải trừ không? Có người không cam lòng hỏi. Không thể. Phù sư nói một cách rất khẳng định, mộng ngẫu được nhận định là quái quyệt cấp hắc quán, nhưng nó là một loại quái quyệt pháp tắc, trên đời khó phá nhất chính là pháp tắc, các ngươi cũng có thể hiểu, đừng nói là cấp hắc quán, cho dù là quái quyệt cấp bạch du, nếu dính dáng đến pháp tắc cũng rất khó đi xử lý. Những lời này của phù sư khiến Chu Phàm nhớ tới Hắc Du Tri Tử Hạt, Tri Tử Hạt cũng có chút tương tự với quái quyệt loại hình pháp tắc, nguyên rủa đặc thù của loại hình này, cho dù dị giác tử kim bát giáp của hắn cũng không thể ngăn cản được. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trong vòng tròn ở giữa trận pháp có khói màu đen hội tụ đến, hình thành một rối gỗ hình người đen đỏ, khóc mắt rối gỗ trống rỗng, trên người gỗ có văn lộ vặn vẹo dày đặc, nó không nhúc nhích bồng bình ở trong trung tâm của trận pháp. Hai vị đại nhân, chúng ta phải sớm quyết định, mộng ngẫu đã xuất hiện, trong một nén hương, nếu chúng ta không bước vào trận pháp, mộng ngẫu sẽ ngầm thừa nhận kéo tất cả mọi người trong phạm vi nguyền rủa vào ác mộng. Một người trong năm phù sư đầu đầy mồ hôi nói, vẫn còn thời gian, ngươi chưa nói với những người đó tiến vào ác mộng sẽ thế nào. Sắc mặt Yến Quy Lai khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh nói bị mộng ngẫu kéo vào trong ác mộng không nhất định sẽ chết theo võ giả tỉnh lại nói một khi tiến vào trong ác mộng sẽ biết tên của mình nhưng sẽ không nhớ được vì sao mình lại xuất hiện ở một nơi quỷ dị muốn thoát ra khỏi ác mộng cũng chỉ có chờ hết giờ mới có thể ra được chỉ là trong lúc này không thể bị ác mộng khiến cho kinh hãi mà chết đi nếu một khi chết đi vậy thật sự sẽ không tỉnh lại nữa đến lúc đó thân thể của người không tỉnh lại sẽ triệt để thuộc về mộng ngẫu có phù sư mở miệng giải thích xác suất tỉnh lại có lớn không võ giả không biết chuyện không nhịn được mở miệng hỏi các phù sư cùng nhau tham thảo vấn đề này rất nhanh có phù sư lắc đầu nói cái này thì chúng ta cũng không dám khẳng định đây tự hồ là tùy người mà nói nghe thấy đáp án không quá đáng tin này trong mọi người có người sắc mặt trở nên khó coi chu phàm nhìn mộng ngẫu trong trận pháp hắn hơi nhíu mày rõ ràng là, đám người bọn họ dường như đã trở thành thí nghiệm phẩm của người đeo mặt nạ. 15 người chỉ có 7 người có thể thoát khỏi nguyền rủa bình yên ra ngoài, 8 người còn lại thì phải tiến vào trong ác mộng để mạo hiểm. Tình huống chúng ta phải đối mặt thì các ngươi cũng biết rồi, mộng ngẫu này ta cũng không có cách để đối phó. Yến Quy Lai trầm giọng nói, sau khi ra ngoài, nói không chừng còn có kẻ địch ở bên ngoài chờ chúng ta, hơn nữa người mộng ngẫu lựa chọn là không liên quan tới thực lực có điều ta vẫn kiến nghị, phối một đôi thực lực tương ứng, bước vào trong trận pháp cực một ván, sinh tử do trời, phối đôi thực lực tương ứng bất kể là như thế nào cũng có một người mạnh có thể bình an ra khỏi đây, như vậy mới có thể ở trên trình độ lớn nhất bảo đảm sức chiến đấu của chúng ta. Trong phòng rất là im lặng, nghe Yến Quy Lai phát biểu. Áo công công nghiêm mặt, hắn im lặng, lúc này tâm tình của hắn rất xấu. Tiến vào trong ác mộng, cảnh giới tu vi tất cả đều vô dụng, cho nên có thể thoát khỏi ác mộng hay không là ngay cả hắn cũng không nắm chắc. Nhưng chúng ta có 15 người, vậy Thủy chung sẽ có một người lẽ ra, nhất định phải tiến vào trong ác mộng. Sắc mặt Yến Quy Lai nghiêm nghị nhìn mọi người. Tất cả mọi người trầm mặt, hai người đi vào chung Quy có xác suất một phần hai có thể bình an đi ra, nhưng nếu một người bước vào trong trận pháp, vậy chỉ có thể đi vào trong ác mộng mạo hiểm cực một ván. Yến Quy Lai biết đại đa số người sẽ nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi nói ta thân là chủ quan dẫn các ngươi tới đây, vậy người lẽ ra này để lại cho ta. Yến Đại Nhân, không thể. Đúng vậy, sao có thể là Yến Đại Nhân được? Lực sĩ phù sư đều lộ ra vẻ cả kinh nhau nhau mở miệng. Áo công công cũng hơi sửng sốt, hắn liếc Yến Quy Lai một cái, không khỏi bội phục, bất kể quan hệ của hai người thế nào, nhưng thật lòng mà nói, hành động này của yến quy lai bất kể là mua chuộc lòng người hay là gì cũng được ít nhất hắn cũng không nói ra được những lời như vậy các ngươi không cần nói nữa chỉ là ác mộng thì không làm khó được ta ta rất nhanh sẽ ra ngoài hội hợp với các ngươi yến quy lai chỉ sầm mặt lắc đầu yến đại nhân thực lực của ngươi và áo công công là mạnh nhất nên là hai người các ngươi cùng bước vào trong trận pháp như vậy ra ngoài gặp phải kẻ địch các ngươi thủy chung sẽ có một người có thể dẫn dắt chúng ta đối kháng kẻ địch lý cửu nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói về phần một người lẽ ra đó để lại cho ta thực lực của ta kém nhất chỉ có bạo phát đoạn ra ngoài nếu thực sự gặp phải kẻ địch sợ rằng cũng không mang tới được tác dụng gì lớn chu phàm giật mình hắn nhìn về phía cộng sự của mình hắn đúng là không biết cộng sự của mình thì ra là người dũng cảm hy sinh vĩ đại như vậy lý cửu nguyệt nói đúng vậy để hắn đi Lần này sau khi trở về Ta nhất định sẽ ghi công cho hắn Áo công công vui mừng đồng ý nói Lý Cửu Nguyệt này chính là hắn mang vào nghi loan ti Có thể đứng ra vào lúc này Áo công công cảm thấy cũng thơm lây Người ánh mắt Yến Quy Lai nghiêm lại nhìn Lý Cửu Nguyệt Hắn có chút do dự Yến đại nhân yên tâm Ta từng ăn linh dược nào đó Đối kháng với ác mộng vẫn có một chút lòng tin Ta là người thích hợp nhất Lý Cửu Nguyệt cười khuyên Yến Quy Lai trầm mặt một chút vẫn gật đầu đáp ứng vậy kính nhờ ngươi sau khi trở về tất có trọng thưởng không phải yến quy lai tiết mạng trên thực tế lời nói của lý cửu nguyệt không phải không có lý hắn và áo công công ở trong mọi người là thực lực cao nhất nếu bất hạnh áo công công thất bại bị kéo vào trong ác mộng trong những võ giả đó khó có người có thể chống đỡ được đại cục nói không chừng sẽ bị người đeo mặt nạ diệt toàn bộ bọn họ vẫn còn một chút thời gian các ngươi dựa theo thực lực tương đương để xếp đôi sau đó chúng ta xuất phát yến quy lai lại nghiêm túc dặn dò vài câu ghép đôi rất nhanh được hoàn thành ghép với chu phàm là một đồng ấn lực sĩ kháng kích đoạn sau khi ghép đôi xong mọi người đều bắt đầu sắc mặt nghiêm túc kiểm tra phù lục binh khí nếu may mắn có thể ra ngoài tình huống bên ngoài cũng không rõ vẫn có khả năng sẽ lại có một hồi đại chiến chu phàm kéo lý cửu nguyệt sang bên hắn nhìn lý cửu nguyệt sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói lý huynh ngươi thật sự nắm chắc có thể thoát khỏi ác mộng à từ lúc chu phàm và lý cửu nguyệt quen biết tới nay hắn cảm thấy lý cửu nguyệt là bằng hữu đáng để tương giao bằng hữu của hắn rất ít không muốn lý cửu nguyệt cứ vậy mà chết chu huynh không cần lo lắng cho ta ta sẽ không sao lý cửu nguyệt lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ngược lại là chu huynh ta không giúp được ngươi ta cũng không thể đối phó mộng ngẫu chu huynh tự ngươi phải cẩn thận đó trong lòng chu phàm thầm thở phào lý huynh không cần lo lắng loại chuyện này ngay cả bọn yến đại nhân cũng không biện pháp chỉ có thể cực vận khí một chút ta tin chu huynh sẽ không sao lý cử nguyệt mỉm cười nếu vạn nhất chu huynh thật sự xảy ra chuyện cha mẹ ngươi ta sẽ chiếu cố thay ngươi vậy cám ơn ngươi chu phàm vẽ mặt trịnh trọng nói nếu lý huynh bất hạnh mất mạng ta cũng sẽ coi cha ngươi như cha ta lý cử nguyệt trợn mắt lườm chu huynh nhà ta có tiền như vậy ta cũng không biết ngươi nói như vậy là ta lời hay là ngươi lời mọi người chuẩn bị xong, yến quy lai và áo công công cùng đi đến trận pháp. chu phàm còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai tay nắm đồng trùy của áo công công hơi run run, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh. chỉ có điều ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, hắn vẫn cố gắng chống đỡ. hai người yến quy lai và áo công công phân biệt đứng ở một góc trận pháp. mộng ngẫu chuyển động, càng xoay càng nhanh, nhanh tới không nhìn rõ bộ dạng của nó, rất nhanh liền nghiêng về bên bên áo công công sắc mặt áo công công biến thành xanh mét. Chỉ là trận pháp phun ra một lượng lớn khói đen, bao phủ hai người Yến Quy Lai, đợi khói đen tản ra, Yến Quy Lai và áo công công đều biến mất. Áo công công bị mộng ngẫu dịch chuyển vào trong không gian đặc thù, về phần Yến Quy Lai thì chắc là ra ngoài rồi. Mộng ngẫu rơi xuống đất lại đứng thẳng lên. Nhanh lên, đừng để Yến Đại Nhân phải đơn độc đối địch. Có phù sư quát khẽ một tiếng. Sau khi mọi người có phản ứng, lại có đôi võ giả thứ hai bước vào trong trận pháp. Mộng ngẫu lại chuyển động, đôi võ giả thứ hai dưới sự bao phủ của khói đen, lại biến mất trước mắt tất cả mọi người. Từng đôi võ giả bước vào trong trận pháp. Chu Phàm là đôi thứ bảy, hắn nhìn Lý Cửu Nguyệt ở bên cạnh, cùng một lực sĩ khác bước vào trong trận pháp. Mộng ngẫu nhanh chóng chuyển động, Chu Phàm và lực sĩ đều khẩn trương nhìn chằm chằm mộng ngẫu. Cho đến khi mộng ngẫu dừng lại rơi xuống nó là nghiêng về phía chu phàm hai mắt chu phàm lạnh lùng trong lòng hắn theo đó trầm xuống lực sĩ ở đối diện hắn thì thở phào như trút được gánh nặng lý cửu nguyệt thấy vậy thở dài nhưng không ai kịp nói gì chu phàm và lực sĩ dưới sự bao phủ của khói đen đã biến mất trước mặt lý cửu nguyệt chu huynh lý cửu nguyệt nhìn mộng ngẫu lại đứng thẳng lên thanh âm của hắn có chút trầm thấp xin lỗi ta không nghĩ đến đây sẽ có mộng ngẫu không mang theo phù lục pháp khí có thể đối phó mộng ngẫu Hy vọng ngươi không sao. Lý Cử Nguyệt đứng một lúc, hắn không bước vào trong trận pháp, mà là đi đến ngoài phòng. Rất nhanh hắn đã xuyên qua chính sảnh của Sơn Trang, rời khỏi Sơn Trang. Bên ngoài sương máu phiêu đảng. Hắn không đi đến cửa chính của Sơn Trang, mà là đi đến bên trái. Theo rời xa căn phòng, tiếp tận tường vây của Sơn Trang, cấm tà phù trên cánh tay hắn bốc cháy. Chỉ là hắn không nhìn cấm tà phù trên tay mình, vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi cấm tà phù bốc cháy hết trên người lý cử nguyệt hiện lên một tầng quang mang vàng óng ánh quang mang rực rỡ chói mắt như một vầng mặt trời sương mù màu máu dường như cảm thấy người phá hoại pháp tắc này thổi quét về phía hắn chỉ là khi sương mù tiếp xúc với kim quang liền bốc cháy vẫn không thể cản hắn lại hắn bay qua tường vây thân ảnh biến mất trong sương máu mộng ngẫu ở trong tử quán của sơn trang hơi lay động sau đó từ từ không còn động đậy khi chu phàm mở mắt ra hắn lập tức trở nên cảnh giác có điều rất nhanh trên hắn lại lộ ra vẻ ngạc nhiên bởi vì chung quanh tràn ngập sương mù hắn không tiến vào ác mộng mà về tới khôi hà không gian trong sương mù yên chi thước tha đi tới nàng nhìn chầm chầm vai trái chu phàm với vẻ hứng thú chu phàm thuận theo tầm mắt của nàng nhìn về phía vai trái của mình mới phát hiện trên vai trái của mình có một mộng ngẫu cỡ nhỏ đang ngồi đây là chu phàm nhìn mộng ngẫu hắn có chút không rõ tình trạng trước mắt ngươi bị mộng ngẫu nguyền rủa rồi yên chi mỉm cười nói nhưng bởi vì nguyên nhân ngươi ngủ thuyền lại kéo ngươi vào khôi hà không gian cho nên tạo thành tình huống như vậy chu phàm nhíu mày có điều ngươi cũng đừng quá cao hứng chờ ngươi ra khỏi khôi hà không gian sẽ trực tiếp tiến vào trong ác mộng yên chi lại tiếp tục nói ngươi chắc có biện pháp giúp ta giải trừ nguyền rủa này đúng không chu phàm nhìn yên chi nói Ta đương nhiên là có biện pháp, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Yên Chi lại cười nói. Cho dù ta nguyện ý trả giá sâu xám và thọ mệnh, ngươi cũng không muốn xuất thủ à, Chu Phàm trầm giọng hỏi. Ừ đối mặt với câu trả lời khẳng định như vậy, sắc mặt Chu Phàm vẫn bình tĩnh, Yên Chi không muốn hỗ trợ cũng không phải chuyện kỳ quá gì, hắn chậm rãi nói ngươi không muốn hỗ trợ cũng không sao, ta vẫn có thể dựa vào cần câu, ta nghĩ cần câu chắc có thể câu lên vật giải trừ nguyền rủa này. Chỉ là nằm ngoài dự kiến của Chu Phàm, yên chi lại cười khẽ một tiếng vô dụng thôi ngươi làm như vậy chỉ ổn phí khí lực cần câu quả thật có thể câu lên vật giải trừ nguyền rủa nhưng vấn đề là hiện tại ngươi đã bị mộng ngẫu kéo vào trong ác mộng cho dù thật sự câu lên vật giải trừ nguyền rủa ngươi cũng không dùng được sắc mặt chu phàm khẽ biến lời yên chi nói chắc là thật trừ vật hư vô như thọ quả có thể phục dụng ở trên thuyền thứ câu lên khác đều phải về đến thế giới chỗ mình để thực thể hóa rồi mới có thể sử dụng nếu là như vậy vật nguyền rủa này cho dù có thể câu lên được nếu hắn không thể tỉnh lại cũng không dùng được. Chu Phàm trầm mặt suy tư, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi vào trong ác mộng đó liều một phen sao, kỳ thật ngươi vào trong ác mộng một chuyến cũng không phải không có lợi. Yên Chi lại chậm rãi nói. Thế thì có ích lợi gì? Trong lòng Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, Yên Chi vô duyên vô cớ nói với hắn nhiều như vậy, chắc là ôm mục đích nào đó. Ngươi đi vào trong ác mộng, mang mộng ngẫu ra cho ta, ta không cần tim của ngươi, sẽ cho ngươi công pháp tốc độ đoạn du tứ quý, thế nào? Yên Chi nhìn mộng ngẫu trên vai Chu Phàm, cười nói. Vì sao ngươi lại có hứng thú với mộng ngẫu? Chu Phàm hơi sửng sốt hỏi. Đây chỉ là quái quyệt cấp hắc quán. Cái này không liên quan tới ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Yên Chi lắc đầu, không muốn trả lời. Ta phải như thế nào mới có thể mang mộng ngẫu ra? Chu Phàm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi ác mộng, vậy có thể mang mộng ngẫu ra. Yên Chi thoải mái nói. Sợ rằng không đơn giản như vậy chứ. Có không ít võ giả thoát khỏi được ác mộng, lại chưa nghe nói có người có thể mang mộng ngẫu ra. Chu Phàm hoài nghi nói. Yên Chi liếc Chu Phàm một cái, sương mù ngưng tụ trong tay nàng, rất nhanh liền ngưng tụ thành một hạt châu màu xanh lục, hạt châu chỉ to bằng ngón cái, ống ánh long lanh. Đây là bổ mộng châu, nếu ngươi đáp ứng ta, ta có thể đưa nó vào trong cơ thể ngươi, khi ngươi ở trong ác mộng nó sẽ thay ta tự động tìm kiếm mộng ngẫu ta nghĩ tối đa ngươi trải qua ba ác mộng là bổ mộng châu có thể bắt giữ được mộng ngẫu này nói không chừng một ác mộng cũng có thể ba ác mộng ta nhớ rõ người bình thường một khi trúng nguyền rủa của mộng ngẫu chỉ cần một ác mộng là có thể thoát khỏi đó sắc mặt chu phàm biến thành ngưng trọng phiêu lưu ba ác mộng thật sự quá lớn hắn có khả năng vĩnh viễn không tỉnh được Bằng không ngươi cho rằng một chút phiêu lưu cũng không có, lại có thể từ chỗ ta có được du tứ quý à?" Yên Chi cười khẩy nói. "Nhưng muốn ta lấy mạng ra liều như vậy, đã không chỉ là một chút phiêu lưu." Chu Phạm lắc đầu, có thể thoát ra khỏi ác mộng đã rất không dễ dàng, phiêu lưu ba ác mộng thật sự quá lớn. Yên Chi trầm ngâm một chút, nàng nhìn bổ mộng châu trong tay, "Vậy ta lui một bước, ta sẽ khắc một đạo cấm chế vào trong bổ mộng châu, mỗi khi ngươi thoát khỏi một ác mộng, bổ mộng châu sẽ trở lại trong cơ thể ngươi lay tỉnh trí nhớ của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn có tiến vào ác mộng tiếp theo hay không. Nếu ngươi không lựa chọn tiến vào, bổ mộng châu sẽ không bắt giữ nữa, đến lúc đó mộng ngẫu chắc sẽ thả ngươi rời đi, có điều không bắt giữ được mộng ngẫu, ta cũng không thể giao du tứ quý cho ngươi, nói cách khác ngươi có thể tự chủ lựa chọn có tiếp tục mạo hiểm hay không. Nếu là như vậy, Chu phàm nghiêm túc suy tư một lúc, hắn nhìn về phía yên chi hỏi cái này có xem như là giao dịch không chu phàm hỏi như vậy một khi yên chi thừa nhận tất cả nội dung có liên quan tới giao dịch mà nàng nói đều không thể có dối trá gì đây là quy tắc mà thuyền thiết lập là một loại bảo hộ đối với người lên thuyền vẻ mặt yên chi biến thành trịnh trọng nếu ngươi đáp ứng đây tất nhiên là giao dịch nếu không phải có được sự cho phép của thuyền cho dù ngươi bắt giữ được mộng ngẫu ta cũng không thể để nó tiến vào đây từ đó có được nó muốn mang vật phẩm bên ngoài vào hoặc là cầm thứ gì đó trong sông ra, chỉ có thuyền mới có loại năng lực này. Ta đáp ứng ngươi. Chu phàm đáp ứng, chỉ cần có thể cho hắn lựa chọn có tiến vào ác mộng tiếp theo hay không, vậy không gian thao tác của hắn sẽ ớt lớn. Trong lòng hắn Thủy chung có chút không rõ, vì sao loại tồn tại trình độ đứng đầu như Yên Chi lại cảm thấy hứng thú với mộng ngẫu cấp hắc quán như vậy, có điều Yên Chi không muốn trả lời, hắn hỏi cũng vô dụng, trên mặt Yên Chi lộ ra nụ cười hài lòng, ngón tay ngọc nàng búng nhẹ, đã đánh một đạo bạch quang vào trong bổ mộng châu. Đây chính là cấm chế Yên Chi nói. Bổ mộng châu từ lòng bàn tay Yên Chi bay lên, rất nhanh liền chui vào trong thân thể của Chu Phàm. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi rời đi, tiến vào trong ác mộng. Yên Chi thấy đã làm xong việc, nàng lại cười khẽ một tiếng, nếu ngươi có thể sống sót đồng thời mang mộng ngẫu về, vậy du tứ quý chính là của ngươi đợi đã. Chu Phàm vội vàng gấp giọng nói, ta tin ngươi cũng không muốn ta thất bại, nhưng ngươi có biện pháp nào giảm độ khó của ta ở trong ác mộng không, sao có thể có được, Yên Chi cười búng tay, sương mù quét về phía Chu Phàm, lượng vòng rồi bao phủ lấy thân thể hắn, nơi đó chính là lĩnh vực của mộng, ta không nhúng tay vào được, có thể thành công sống sót đi ra hay không, phải xem sức thừa nhận của ngươi đối với sự sợ hãi. Sương mù cuốn một cái, thân thể của chu phàm đã biến mất khỏi thuyền gỗ chu phàm rời đi yên chi dùng chân đạp đạp giáp bản khiến cho vang thanh khách nàng cười duyên nói chuyện ngươi dặn dò ta đã làm rồi chờ hắn mang về mộng ngẫu ngươi cũng đừng quên lời hứa đối với ta bằng không ta sẽ không để cho ngươi yên đâu thuyền gỗ vẫn im ắng không đáp lại hừ đúng là quỷ hẹp hòi đáng ghét ngay cả một câu cũng không chịu nói thêm với ta trên mặt yên chi lộ ra một tia u oán Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn mở mắt ra, lắc lắc cái đầu có chút choáng váng. Hắn vén chăn ngồi dậy. Hắn ngồi cạnh giường, quan sát căn phòng. Đối diện giường cũng chỉ có một vung bàn gỗ, trên bàn đặt nến, một tấm gương nửa người, cốc nước, còn có một giá sách nhỏ, trên giá sách bày mấy quyển sách. Đuôi giường đặt một tủ quần áo hai cửa bằng gỗ liêm, bên trong là y phục của hắn. Trước bàn gỗ có cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc trời âm u điều này cũng khiến cho trong phòng trở nên u ám vừa từ trên giường tỉnh lại ký ức cuối cùng cũng gù vào trong não hắn là con trai của chủ nhân căn nhà này chủ nhân của nhà cũng chính là cha mẹ hắn lúc này đã đi làm trong nhà chỉ còn lại một mình hắn vì sao lúc này hắn mới rời giường bởi vì hôm nay hắn vừa hay được nghỉ không cần đi làm nghĩ đến đây hắn lại nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thêm một lát ngay khi hắn sắp thiếp đi, tiếng đa đa quái dị vang lên. Hai mắt hắn trợn trừng, ngẩn người, thanh âm từ đâu tới, tiếng đa đa chỉ vang hai lần rồi không còn nữa. Hắn cảm thấy chắc là huyễn thính, không nghĩ nữa, mà là cảm thấy rất mệt mỏi, lại nhắm hai mắt lại. Nhưng tiếng đa đa lại liên tục vang ba lần. Thế này là sao? Lần này hắn xác nhận không nghe nhầm. Chu Phàm ngồi dậy, nhìn khắp phòng, nhưng trong phòng trừ hắn ra thì không còn ai khác, thanh âm đến từ đâu, tiếng vang quái dị vang lên liên tục, khiến Chu Phàm đứng lên. Hắn cảm thấy rất không thích hợp là ai, là ai trốn trong phòng hắn, hắn nghĩ nghĩ một chút, thanh âm đó hình như truyền đến từ dưới giường. Hắn vén màn, nhìn xuống gầm giường. Gầm giường có chút tăm tối trừ một số mạng nhện màu trắng ra thì không có gì. Không ở gầm giường, đa 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 đa, thanh âm lại vang lên, mắt hắn co rút lại nhìn chung quanh phòng, sau đó nhìn chầm chầm tủ quần áo gỗ hai cửa. Cửa gỗ của tủ quần áo dường như đang lắc lư. Chu Phạm đi đến cạnh bàn cầm nến trên bàn lên. Nến sắt có đinh nhọn, nếu người trốn bên trong dám đẩy cửa đi ra, vậy nến chính là vũ khí của hắn. Hắn có thể cảm thấy đây tuyệt không phải trò đùa dai gì, cha mẹ sẽ không nhàm chán đến thế, vậy chính là khi hắn ngủ có người đã lẻn vào. Vừa nghĩ đến đây, lòng bàn tay của hắn toàn là mồ hôi, nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới vì sao người trốn ở bên trong lúc này lại phát ra kỳ quái kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ trốn trong tủ không phải là người mà là quái vật gì sao? Trong tủ không còn bất kỳ động tĩnh gì. Trầm mặt kéo dài một lúc, hắn tận lực không phát ra thanh âm gì đi tới bên cạnh tủ gỗ, nhìn chầm chầm cánh cửa gỗ đó, muốn xem sẽ có thứ gì từ chỗ cửa tiến vào. Nhưng vạn nhất có thứ không nhìn thấy thì sao? Hắn vừa nghĩ đến đây, toàn thân lại nổi da gà. Hắn không muốn ở lại đây nữa, mà xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhìn gương nửa người trên bàn, vừa rồi hắn một mực lưu ý tủ quần áo, về sau lại tới cửa gỗ, ngược lại không nghiêm túc nhìn gương nửa người. Hắn từng nghe người ta nói, nếu có thứ dơ bẩn, vậy sẽ hiện ra trong gương. Vừa nhìn một cái toàn thân hắn lại lông tóc dựng đứng. Bên trong gương cũng không có gì, không mặt không ngừng đổ máu cũng không có gương mặt yêu ma quỷ quái, cái gì cũng không có, ngay cả bộ dáng của hắn cũng không thể chiếu. Gương chỉ chiếu ra giường cùng với tủ quần áo và góc nhà, nhưng lại không có bộ dạng của hắn. Đại não hắn trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm gương, bỗng nhiên phát hiện góc nhà bị màn giường màu trắng che dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Trên trần nhà không biết từ lúc nào xuất hiện vô số tay đứt đang bò tay đức tái nhật không máu thỉnh thoảng lại gõ vào trần nhà bằng gỗ phát ra tiếng đa 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 một màn này khiến cho đầu hắn kêu ong ong dường như có máu đang lay động trong đầu hắn cuối cùng mặc kệ ở ngoài cửa có thứ gì đang trốn lập tức phóng tới cửa trước trong lòng hắn vẫn sợ cửa sẽ đột nhiên đóng lại không mở ra được nữa đến lúc đó sẽ bị tay đức rơi xuống bóp cổ hắn bóp cho chết tươi may mà cửa không khóa hắn kéo cửa xông ra ngoài lại dùng sức đóng cửa lại hắn liều mạng chạy xuống thang gác hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này sau đó nói với cha mẹ trong phòng có thứ không sạch sẽ thang gác uốn lượn tối tới không nhìn thấy đáy hắn đi xuống mấy chục bậc cho đến khi sắp không nhìn thấy cầu thang mới dừng bước không đúng hắn rõ ràng nhớ là nhà chỉ có hai tầng vì sao thang gác lại dài như vậy hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên bên trên cũng triệt để tối sầm thang gác u ám, chỉ có một tia sáng chiếu lên người hắn, chung quanh tối thui không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Hai chân hắn hơi run run, nhấc chân chạy lên trên, nhưng chạy hơn 100 bậc, vẫn không nhìn thấy cuối. Hắn dừng lại thở, chung quanh im lặng khiến hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập bùng bùng của mình. Hắn rất sợ, trong bóng tối vô tận dường như có thứ gì đó đang nhìn trộm hắn, tùy thời sẽ lao ra giết hắn. Đừng sợ. Đừng sợ hắn không ngừng tự an ủi bản thân hắn nghỉ ngơi một lúc khiến mình tận lực bình tĩnh lại nhìn thang gác giống như vô hạn hắn nghĩ lên trên đã không nhìn thấy hy vọng vậy cũng chỉ có đi xuống chỉ hy vọng phía dưới cùng thang gác không phải nối với địa ngục khiếp người nhưng cho dù là địa ngục hắn cũng vĩnh viễn không muốn bị vây chết trong thang gác thế là hắn bắt đầu nhấc chân đi xuống đi xuống luôn dễ hơn thoải mái hơn đi lên Hắn bắt đầu yên lặng đếm số cầu thang, làm phân tán sự sợ hãi trong lòng mình. 1 2 7 13 48 128 340 400. Đếm tới cuối cùng, hắn cũng quên là bao nhiêu bậc. Chỉ là theo xuống thang, hắn dần dần quen hơn một chút, sự sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu giảm bớt. Thang gác đã đến cuối xung quanh là một mảng đen xì không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hắn ngẩng người giống như máy móc phương tay trái ra ấn về bên trái tạch một tiếng đèn sáng lên đây là một tầng hầm mùi máu tươi nồng đậm phả vào mũi hắn trên sàn là hai cổ thi thể một nam một nữ khuôn mặt già nua dính đầy máu đây là cha mẹ hắn hắn bỗng nhiên nghĩ ra rồi đây không phải cha mẹ hắn có điều đúng là chủ nhân của căn nhà, hắn không phải con trai của chủ nhà, hắn là ác quỷ đã giết chết đôi phu phụ đáng thương này. Chỉ có quỷ mới không bị gương chiếu ra. Trong nháy mắt ý thức được mình là quỷ, Chu Phàm cảm thấy hô hấp đình trệ, tim của hắn cũng bắt đầu đập chậm lại. Bên trong não hắn không ngừng nhớ lại hắn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết đôi phu phụ đáng thương mới chuyển vào ở này như thế nào. Thân thể hắn dường như đang tan băng. Mặt hắn căng ra, Ít hầu bị nghẹt lại, hắn há miệng ho khan mấy tiếng, là quỷ thì sao? Ta muốn hít thở, cũng muốn tim tiếp tục đập. Chu Phàm cố chống đỡ, cảm giác sợ hãi đó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dường như biết không giết được Chu Phàm, cảnh tượng chung quanh bắt đầu tan đi. Ký ức chân chính của Chu Phàm trở lại, những ký ức giả dối đó rời khỏi đầu hắn. Có điều ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ, ngay khi hắn sắp bị đưa ra khỏi nơi này, bổ mộng châu tỏa ra ánh sáng xanh thẫm không biết từ đâu chui ra ánh sáng chiếu khắp người hắn khiến cho ý thức của hắn trở nên tỉnh táo chu phàm nhìn bổ mộng châu hắn hiểu nếu hắn muốn rời khỏi chỉ cần thu hồi bổ mộng châu là có thể rời khỏi hắn cân nhắc một chút ở trong lòng nhìn bổ mộng châu ánh mắt dần dần trở nên kiên định một lát sau bổ mộng châu và hắn bị hắc ám giống như nước bao phủ biến mất trôi qua cả một canh giờ ở trước mắt chu phàm có thể nhìn thấy đều là tường vây cao ngất to lớn giữa tường vây và tường vây cách nhau một trường hắn chỉ có thể tiến về phía trước hoặc phía sau gặp phải chỗ rẽ chỉ có thể rẽ thỉnh thoảng sẽ có mấy đường nhánh mở rộng bất kể hắn lựa chọn con đường nào cũng không nhìn thấy cuối ngẩng đầu nhìn có thể mơ hồ tính toán ra tường vây ít nhất cũng phải cao mấy trăm trường tường vây rắn chắc mà bóng loáng không thể phá hoại cho dù hắn muốn leo lên nhìn xem nơi chết tiệt này là đâu cũng hoàn toàn không thể làm được hắn cảm thấy mình tự hồ là đang ở trong một mê cung to lớn nhưng hắn không biết đâu là cửa ra vừa nghĩ tới có thể một mực bị vây trong mê cung cho đến khi chết đói hắn giống như bị dội một thùng nước lạnh khiến cho hắn lạnh run đây cũng là nguyên nhân hắn một mực đi tới không chịu dừng lại trong một canh giờ này hắn dùng đá nhặt được không ngừng khắc lên tường để đánh dấu không để đi lại đường cũ mà không biết nhưng mê cung này thật sự quá lớn hắn một mực cứ vậy đi tới vĩnh viễn không nhìn thấy cuối thậm chí ngay cả đường cục cũng không gặp hắn hoài nghi mình một mực đang đi lòng vòng nhưng cũng chỉ là hoài nghi bởi vì mỗi một chỗ nhìn đều rất giống nhau hắn thật sự là không phân biệt được trong lòng hắn cảm thấy càng lúc càng đè nén giống như lại có tảng đá to đè trên ngực khiến hắn cảm thấy rất khó chịu biện pháp có thể nghĩ hắn đều nghĩ tới rồi chỉ là vẫn không ra được hắn cảm thấy hơi mệt hai chân trầm trọng giống như đổ chì chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi hắn ngồi xuống trầm mặc suy tư hắn đến nay cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây hắn cảm thấy thân thể dường như có gì đó không đúng là chân trái hơi đau chắc là đi đường quá mệt mỏi mà dẫn tới hắn cởi giày chuẩn bị xoa chân làm giảm bớt một chút đau đớn giày vừa cởi hắn nhìn bàn chân mình trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi ngón út chân trái đã biến thành trong suốt, nhìn giống như hắn chỉ còn lại bốn ngón chân. Hắn cố nén sự sợ hãi trong lòng, vội vàng cởi giày bên phải xuống, ngón chân phải cũng có ngón út đã gần như không thể nhìn thấy. Thế này là sao, vì sao ngón chân của hắn lại sắp biến mất, chẳng lẽ là đi trong mê cung này quá lâu mà dẫn tới à, nhưng nếu một mực ngồi ở đây, sẽ bị chết đói. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi không thể dằn xuống được, nhưng hắn vẫn đi giày, đứng lên có điều không đợi hắn lại bước đi hắn lại cảm thấy ngón út chân trái đau đớn hắn vội vàng giơ tay nhìn ngón út tay trái của hắn cũng đang biến thành trong suốt tiếp tục là ngón út tay phải hắn khó tránh khỏi run rẩy hắn mơ hồ hiểu được không phải vì nguyên nhân đi đường mà là nguyên nhân ở trong mê cung này thời gian ở trong mê cung càng dài thân thể hắn sẽ dần dần tiêu tán cho đến khi triệt để chết đi nghĩ đến đây hắn chỉ cảm thấy lưỡi giống như bị đóng băng hắn nhanh chóng chạy đi hắn phải mau chóng rời khỏi mê cung nếu không hắn sẽ chết hắn vừa chạy vừa nỗ lực phân biệt phương hướng ý đồ tìm ra một đường sinh cơ nhưng chung quanh đều là tường vây phía trước vĩnh viễn không nhìn thấy cửa ra ngón áp út ở hai chân cũng bắt đầu đau đớn hắn thậm chí không cần nhìn cũng biết hai ngón áp út của mình sắp biến mất hắn lại chạy nhanh hơn không chạy ra quá xa Hai ngón áp út ở hai tay cũng đang tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn giống như phát điên, chạy nhanh về phía trước. Nhưng rất nhanh hắn đã ngã nhào xuống đất, hắn không thể chạy được nữa, bởi vì hai chân hắn đã không còn. Nhìn bàn chân đã biến mất, phía sau là giày của mình lăn tới. Hai tay của hắn cũng trở nên đau đớn, giống như dao cắt, sau đó bắt đầu biến thành trong suốt tiêu tán. Sự sợ hãi trong lòng hắn dần dần sâu thêm loại sợ hãi nhìn thân thể của mình tiêu tán này khiến hô hấp của hắn cũng có chút đình trệ giống như mỗi một đoạn xương cốt trên thân thể đều đang run rẩy nhưng biến hóa của thân thể không vì sự sợ hãi của hắn mà dừng lại tứ chi của hắn đã không còn hắn ngửa mặt nhìn tường vây cao lớn thậm chí ngay cả trời cũng bị che lấp hắn biết thân thể của mình đang dần dần biến thành trong suốt rồi biến mất sợ hãi trước tử vong khiến hắn kinh hãi tới ngay cả thở cũng biến thành gian nan dần dần hắn có thể cảm thấy từ cổ của mình trở xuống cũng không còn hắn chỉ còn lại một cái đầu hắn giống như đang ở trong biển sâu không thể hô hấp cho đến khi chỉ còn lại một hơi còn lại một hơi à chỉ là hắn từ từ nghĩ tới vì sao hắn lại sợ như vậy cùng lắm thì chết vả lại ai nói thân thể biến thành trong suốt thì sẽ chết nói không chừng hắn chỉ đến một nơi khác vừa nghĩ như vậy hắn phá lên cười hơn nữa sự sợ hãi cũng bắt đầu rút đi mê cung đúc từ tường vây bắt đầu sụp đổ ký ức của chu phàm quay trở lại hắn mới nhớ tới vì sao mình lại xuất hiện ở đây đây chỉ là một ác mộng bổ mộng châu từ dưới lòng đất chui ra phát ra ánh sáng xanh thẩm chiếu rọi chu phàm chưa bắt được mộng ngẫu à chu phàm lẩm bẩm nói hắn cẩn thận nhớ lại hai ác mộng đó hắn nghĩ nghĩ một chút cảm thấy mình vẫn có nắm chắc hơn nữa đã đến đây rồi nếu cứ như vậy rời khỏi hắn cũng sẽ không cam tâm lại một lần nữa, bất kể lần này có được hay không, cũng không tiếp tục nữa. Chu Phàm cắn răng hạ quyết tâm nói. Hắn và Bổ Mộng Châu lặng lặng đợi, không bao lâu, hắc ám lại bao phủ hắn và Hạt Châu. Chu Phàm mở mắt, hắn nhìn thấy chỉ có hắc ám vô biên, hắn nghiêng đầu, nghe thanh âm có chút ồn ào ở bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt rất khó chịu, hai mắt hắn bị thứ gì đó giống như mảnh vải che lại. Hắn vươn tay ra muốn tháo thứ đang che hai mắt hắn, chỉ là một thanh âm truyền đến. "A à Phàm, ngươi tỉnh rồi à?" "Nhớ kỹ đừng có hồ đồ muốn tháo bịt mắt, nếu không ngươi sẽ chết đó." "Tháo bịt mắt thì sẽ chết?" Chu Phàm nghe thấy lời nói của nữ tử liền ngẩn người, sau đó ký ức khổng lồ quay lại. Hắn nhớ ra rồi, nữ tử này là mẫu thân của hắn, hiện tại hắn chỉ có 8 tuổi. Từ lúc sinh ra, hắn một mực đeo bịt mắt, chưa từng tháo ra. Bởi vì mẫu thân nói với hắn, thế giới này tồn tại Hắc quang. Hắc quang không chỗ nào không có, bất kể ai nhìn Hắc quang một cái, thân thể sẽ tự động giải thể, dung nhập vào thành một bộ phận của Hắc quang. Mẫu thân sẽ không nói dối hắn, thế giới này người dám tháo bịt mắt mở mắt nhìn thế giới đều chết rồi. Mọi người sinh hoạt ở trong một thế giới hắc ám nhắm mắt. Hắn buông tay ra, nói chuyện với mẫu thân, phụ thân của hắn nghe nói cũng chết vì mở mắt hắn và mẫu thân sớm đã quen với loại ngày tháng nhắm mắt này mẫu thân rất nhanh liền làm xong cơm sáng bưng tới cho hắn hắn cầm lấy thìa thậm chí không cần nhìn cũng có thể ăn một cách tự nhiên nhưng xung quanh đột nhiên chấn động hắn nghe thấy chén đĩa trên bàn chấn động phát ra tiếng len ken nước canh trên thìa trong tay hắn cũng bị bắn ra ngoài bên ngoài truyền đến thanh âm hoảng loạn sợ hãi là hắc thú hắc thú tới a à phàm ngươi đưa tay cho ta mẫu thân vương tay ra, lại sờ vào mặt hắn. Chu Phàm vội vàng giơ cao tay, nắm lấy tay mẫu thân, sau đó mẫu thân dắt hắn đi đến ngoài hầm trú ẩn. Mẫu thân nói sau khi hắc quan xuất hiện, mọi người của thế giới đều sinh tồn trong từng hầm trú ẩn, bởi vì sự nguy hiểm của thế giới này không chỉ có hắc quan, còn có hắc thú hắc quan hợp chất diễn sinh. Hắc thú sẽ đến bắt giết nhân loại. Hắn chưa từng mở mắt ra nhìn thế giới một lần nào, cũng chưa từng thấy bộ dạng của hắc thú, phải nói là ai cũng chưa từng thấy hắc thú chỉ biết thân thể của hắc thú rất khổng lồ sẽ phát ra tiếng rít quái dị người nhắm mắt lại mất đi thị lực chỉ có thể trốn trong hầm trú ẩn u ám để tránh hắc thú chỉ là cho dù trong hầm trú ẩn u ám hắc quang vẫn có thể thẩm thấu vào bọn họ vẫn không thể mở mắt mà hắc thú khiến hắn nghe thấy tên là trong lòng sẽ rét run thỉnh thoảng có thể tìm tới ra khỏi hầm trú ẩn có thể cảm thấy một tia ánh sáng nóng trực bao phủ trên thân thể đây là ánh mặt trời. Chung quanh đều là tiếng kêu hoảng loạn sợ hãi. Mẫu thân dắt tay hắn, phân biệt ra phương hướng chấn động cùng với tiếng rít, sau đó chạy ngược về với hướng tiếng rít truyền đến. Mọi người ở hầm trú ẩn sớm đã diễn luyện lộ tuyến chạy trốn khi hắc thú tiến vào, đồng thời cũng dọn sạch chướng ngại vật có khả năng làm chặn đường ở xung quanh. Bọn họ không nhìn thấy gì cũng có thể chạy gấp, tránh hắc thú ở phía sau. Chỉ là dưới tình huống người che người, Khó tránh khỏi sẽ có bất ngờ phát sinh. Hắn vô ý bị người ta đẩy ngã xuống đất, tay tách khỏi mẫu thân. Hắn chỉ có 8 tuổi cố nén để không rơi nước mắt. A à phàm, nắm lấy tay ta. Mẫu thân gào lên về phía hắn. Trong lúc vội vàng, bắt được tay vương tới. Bắt được chưa, bắt được rồi. Chạy đi. Hắn lại cùng chạy với mẫu thân. Một đường chạy như điên, tiếng rít của hắc thú ở phía sau càng lúc càng nhỏ. Hắn cảm thấy mẫu thân đang đi chậm lại, hắn cũng ngừng lại theo. Cuối cùng cũng thoát rồi. Hắn cười cười nói, bàn tay đó bỗng buông tay hắn ra. "Mẹ, chúng ta lúc nào thì về hầm trú ẩn?" Trong lòng hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, yên lặng tới hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ. "Mẹ, sao ngươi không trả lời?" Hắn có chút khẩn trương hỏi, hắn chỉ là một tiểu hài tử ta không phải mẫu thân của ngươi ngươi nắm tay nhầm người rồi một thanh âm của nam tử vang lên chu phàm ngây ra trong lòng dâng lên một trận hoang mang hắn vốn nên rất quen thuộc với tay của mẹ vừa rồi tất cả phát sinh quá sốt ruột khiến cho hắn không để ý đến loại chuyện này nắm nhầm tay cũng không biết vậy mẹ ta đâu ngươi có thể cùng ta quay lại tìm không tự ngươi đi tìm đi nữ nhi của ta cũng mất rồi ta phải đi tìm nữ nhi của ta nam tử có chút phẫn nộ nói thúc thúc nói không chừng nữ nhi của ngươi đang ở bên cạnh mẹ của ta đó ta cùng quay lại với ngươi chu phàm vội vàng nói nhưng không có tiếng đáp lại hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xa hắn vội vàng thuận theo thanh âm mà đi theo nhưng nam tử đó để thoát khỏi hắn đẩy nhanh bước chân rất nhanh hắn đã không theo kịp nữa hắn mất đi tiếng bước chân của nam tử đó chỉ có thể ngơ ngẩn đứng tại chỗ Vừa rồi vì tránh né hắc thú, hắn không nhớ kỹ lộ tuyến, hiện tại hắn nên đi theo phương hướng nào mới là phương hướng của đường cũ, trong tầm nhìn toàn là một mảng đen đỏ, hắn gấp đến độ đầu toàn là mồ hôi. Hắn lớn tiếng hò hét, hy vọng có người có thể giúp hắn, nhưng căn bản không có ai đáp lại hắn. Thế giới giống như chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không muốn đợi tại chỗ nữa, cũng không dám đứng lại tại chỗ, liền đi đến một phương hướng hắn càng hoảng bước đi lại càng nhanh. Chỉ là hai chân không biết chạm phải thứ gì, khiến hắn ngã xuống đất. Trên mặt đất toàn là đá vụn, hắn có thể cảm thấy đầu gối cùng với bàn tay của mình đều trào máu ấm. Đau đớn khiến cho hắn khóc hu hu, bịt mắt cũng bị nước mắt của hắn khiến cho ướt nhẹp. Hắn rất muốn tháo bịt mắt, nhìn xem hắn nên đi phương hướng nào mới có thể tìm được nhà mình, nhưng hắn nhớ mẫu thân từng nói, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không thể tháo mắt, chết cũng không được. Bởi vì tháo bịt mắt chẳng khác nào là chết, mặt đất lại rung chuyển, tiếng rít giống như vang lên bên tai. Là hắc thú, hắc thú tới. Toàn thân hắn run rẩy, dãy dụa từ dưới đất bò dậy. Chạy ngược với tiếng rít. Nhưng đây đã không phải con đường mà hắn quen thuộc, hắn lại ngã xuống đất. Hắn không dám khóc nữa, bởi vì thanh âm của hắc thú đó càng lúc càng gần, đại địa cũng đang chấn động. Hắn chỉ có thể lại đứng lên chạy về phía trước. Tầm một tiếng. Hắn dường như đụng vào một bức tường, khiến hắn bắn ngược về, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mũi chảy máu, đầu giống như bị phát nổ, đang kêu vù vù. Cả người hắn cũng lão đảo. Hắn đứng lại, cố nén không khóc ra tiếng. Phía trước đã không có đường, hắn chỉ có thể nằm xuống giống như mẫu thân đã dậy, thầm cầu nguyện hắc thú không nhìn thấy hắn. Đại địa không ngừng rung chuyển. Qua một hồi lâu, đại địa rung chuyển dần dần chậm lại, cho đến khi biến mất. Hắn cũng thở vào, dường như hắc thú không phát hiện ra hắn, đi theo hướng khác rồi. Hắn nằm dưới đất kia nhẫn đợi một lúc, mới ngồi dậy. Chỉ là vừa ngồi dậy, tiếng gào thét giống như dí vào tai hắn mà vang lên. Cùng phong thổi bay tóc và quần áo của hắn. Hắn hơi sửng sốt, ngửi được một mùi thối, hắn liền có phản ứng. Hắc thú đó có lẽ đang ở trước người hắn, cuồng phong lúc trước là thú gầm phát ra. Hắn theo bản năng nhào sang bên trái, hắn nghe thấy ầm một tiếng. Bức tường cản hắn đã đổ sập. Bụi bặm bốc lên, khiến hắn không nhịn được mà ho khan. Hắn dãy dụa đứng lên, lại muốn chạy. Nhưng tiếng vù vù lại truyền đến, cánh tay trái của hắn bị xé xuống. Đau đến khiến mặt hắn vặn vẹo. Tiếng rít lại vang lên. Hắn lớn tiếng kêu thảm, tay phải vươn tới bịt mắt, hắn muốn trước khi chết nhìn thấy thế giới này biệt mắt bị hắn kéo xuống biệt mắt bị kéo ra tia sáng mãnh liệt khiến cho hai mắt chu phàm phải chấp chấp mới triệt để thích ứng trong nháy mắt mắt hắn mở ra thế giới triệt để trở nên im lặng bên cạnh hắn là quái vật hai chân cao mấy chục trượng quái vật hiển nhiên là hắc thú mà bọn họ thường xuyên nhắc tới chỉ là hắc thú không đen toàn thân nó là màu xanh thẫm không có diện mạo giống như một người bị chặt ngang hông bên hông nó có vô số xúc tu dài nhỏ hắc thú đã không động nữa bởi vì chu phàm đã mở mắt thì không còn là con mồi của nó chu phàm không nhìn hắc thú nữa hắn chỉ nhìn từng đoàn hắc quang bồng bềnh trong không khí hắc quang chỉ to bằng nắm đấm nhưng lại nhiều không đếm được hắc quang thuần túy mà như hòa nhìn hắc quang tim của hắn giống như một cái trùy đang gõ lông ở tứ chi dựng đứng lên hai tay của hắn là một mảng lạnh lẽo một cổ nóng rực từ sâu trong thân thể hắn trào ra, xoẹt một tiếng, thân thể hắn bốc cháy, hỏa diễm màu đen đang đốt cháy hắn. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, ý đồ muốn dập lửa trên người, chỉ là lửa này càng lúc càng thịnh, khiến cho hắn hét thảm. Mẫu thân nói đúng, hắc quan là không thể nhìn. Thân thể hắn dần dần bị lửa đốt cháy hết, tay hắn chân hắn thân thể hắn đều bị đốt thành hạt nhỏ màu đen, mắt hắn vẫn nhìn hắc quan có thể thấy được ở chung quanh hắc quan rất kỳ quái, nhiều hắc quan như vậy, bọn họ bình thường khẳng định là không thể tránh được phải chạm tới hắc quan, nhưng chạm vào lại không sao, ngược lại là nhìn thì không thể. Có điều nói gì cũng muộn rồi, đầu hắn cũng bị hỏa diễm màu đen bao phủ, hắn chỉ còn lại một đôi mắt duy nhất không bị hỏa diễm đốt cháy, có điều cũng sắp rồi. Trong lòng hắn bỗng dưng có chút không cam tâm, ngay khi hắn vừa nghĩ tới những cái này, hắc diễm đột nhiên tắt. Hắc quan tiêu tán, hắc thú đứng yên bất động ở bên cạnh cũng bắt đầu sụp đổ toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ thân thể của chu phàm lại khôi phục hơn nữa không phải hình thái của tiểu hài bổ mộng châu hiện ra trong không trung trong châu thể màu xanh lục ẩn chứa một tơ vàng rực rỡ nó đã hoàn thành bắt giữ cũng bởi vậy thế giới ác mộng mới bắt đầu sụp đổ nguy hiểm quá ở trong ác mộng này mình không ngờ lại biến thành tiểu hài trên mặt chu phàm đã khôi phục ký ức vẫn mang theo vẻ sợ hãi chính bởi vì biến thành tiểu hài tử đối với sợ hãi cũng sẽ càng khó chống đỡ bổ mộng châu về tới trong cơ thể của chu phàm sau đó thân thể hắn nhanh chóng tiêu tán rất nhanh liền biến mất khỏi thế giới ác mộng đang sụp đổ này khi chu phàm lại mở mắt đã về tới thuyền gỗ yên chi đang vẽ mặt kinh hiển nhìn hắn nàng ngoắt ngón tay về phía chu phàm bổ mộng châu từ trong thân thể của chu phàm bay ra rơi vào trên tay nàng Yên Chi nhẹ nhàng thổi một hơi vào bổ mộng châu, một sợi tơ màu vàng từ trong hạt châu bay ra, hóa thành mộng ngẫu rơi xuống đất. Yên Chi chỉ dùng tay rút nhẹ mộng ngẫu một cái, mộng ngẫu giống như một con lật đật lay động trái phải. Ngươi đã có được mộng ngẫu rồi, du tứ quý của ta đâu, Chu Phàm nhìn về phía Yên Chi hỏi. Chẳng lẽ ta có thể quyệt nợ chắc, Yên Chi quyến rũ liếc Chu Phàm một cái, nàng vương ngón trỏ ra điểm nhẹ, đầu ngón tay bắn ra một đoàn quang mang màu lam quan mang màu lam chợt lóe lên rồi chui vào ấn đường của chu phàm tri thức phức tạp chìm nổi trong thức hải trên mặt chu phàm lộ ra vẻ vui mừng lần mạo hiểm này cuối cùng cũng không uổng phí hiện tại là ba ngày ngươi không thể ở đây quá lâu ta đưa ngươi ra ngoài có điều ngươi cẩn thận một chút ta cũng không biết mộng ngẫu di chuyển ngươi xuất hiện ở đâu yên chi lại cười khẽ một tiếng nói bởi vì chu phàm là thông qua mộng ngẫu mà vào thân thể hắn sớm đã bị mộng ngẫu thu lại hiện tại hắn thông qua ác mộng, dựa theo quy tắc, mộng ngẫu sẽ đưa hắn ra khỏi bích hồ Sơn Trang, về phần xuất hiện ở đâu, vậy không nói chắc được. Chu Phàm cũng có chút lo lắng cho bọn Yến Quy Lai, khẽ gật đầu. Yên Chi búng ngón tay, thân thể của Chu Phàm bị sương mù che phủ, rất nhanh liền biến mất. Yên Chi quay đầu nhìn, phát hiện mộng ngẫu giống như rơi vào đầm lầy, đang chìm xuống giáp bản, rất nhanh liền biến mất trước mắt Yên Chi. Ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Yên Chi cúi đầu nhìn giáp bản nhắc nhở, có điều dựa theo năng lực của ngươi, chắc ngươi là muốn gì cũng có thể dễ dàng có được, vì sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với một mộng ngẫu nho nhỏ? Câu hỏi này, Yên Chi tất nhiên không thể có được trả lời. Vù một tiếng, Chu Phàm phát hiện mình xuất hiện trên không trung cao vài thước, dưới thân hắn là một mặt cỏ, hắn ngã xuống mặt cỏ, cạnh mặt cỏ rõ ràng là hồ nước của Bích Hồ Sơn Trang. Chu Phàm ngã xuống cỏ rất nhanh liền đứng lên, hai mắt lập tức trở nên cảnh giác, Bên ngoài sơn trang sợ rằng càng nguy hiểm hơn. Chu huynh. Bên cạnh truyền đến thanh âm có chút vui mừng của Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm vội vàng nhìn tới, Lý Cửu Nguyệt đang đứng cách hắn ba thước, trong tay hắn cầm trường kiếm vàng ống ánh, kinh ngạc nhìn Chu Phàm, hiển nhiên hắn cũng không ngờ lại nhìn thấy Chu Phàm ở đây. Có điều Chu Phàm còn chưa kịp lên tiếng đã lại biến sắc, không trung có ba mũi đoạn tiễn đang gào thét bắn về phía Lý Cửu Nguyệt. Đoạn tiễn chỉ dài bằng hai ngón tay mũi tên xoay nhanh tỏa ra quang mang màu xanh, đây là đoạn tiễn đặc chế được kèm lên phù lục. Chu Phàm nhào về phía Lý Cửu Nguyệt, hai người trực tiếp lăn trên cỏ, tránh được ba mũi đoạn tiễn trí mạng đó, đoạn tiễn cắm vào mặt cỏ, sâu không thấy đáy. Chu Phàm có thể cảm thấy ngực mình chạm vào một mảng mềm mại, điều này khiến hắn hơi ngẩn ra, mũi hắn còn ngửi được mùi thơm. Lý Cửu Nguyệt nhìn Chu Phàm gần trong gan tất, hai mắt hắn cũng thắt lại, có điều hắn bị vồ ngã nhanh chóng vung trường kiếm vàng ống ánh ở tay phải lên mũi kiếm chém ra một màn vàng nửa vòng tròn. Bùng 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 ba tiếng, lại cản hai mũi đoạn tiễn đang bắn nhanh đến ở ngoài màn vàng. Tên ngu ngốc này, mau đứng lên. Lý cử nguyệt dùng tay đẩy chu phàm ra, hắn cấp tốc đứng lên. Chu phàm cũng vội vàng đứng lên theo, trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, lòng cảnh giác của Lý cử nguyệt hơi thấp một chút, nhưng phù lục pháp khí giữ mạng của hắn lại rất nhiều, căn bản không cần mình vừa rồi kéo ngã tránh đoạn tiễn. Chu huynh, cẩn thận người đeo mặt nạ. Lý Cửu Nguyệt lạnh lùng hô, trường kiếm trong tay hắn bổ ra, màn vàng nửa vòng tròn hình thành trước người hai người, chặn lại mấy đoạn tiễn. Đây là binh giới phù thượng phẩm hoàng cấp, một kiếm vung ra, có thể hình thành một kết giới loại nhỏ, chống đỡ công kích của người khác. Chu Phàm vội vàng tập trung tinh thần, không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, rất nhanh hắn liền hiểu được, những đoạn tiễn vừa rồi không phải tập kích gì cả, mà là khi hắn xuất hiện, lý cửu nguyệt đang đánh nhau với người ta chu phàm nhìn về phía trước chỉ thấy trên mặt hồ có một nam tử đeo mặt nạ ác quỷ trắng đang đứng trên mặt nạ của nam tử lộ ra hai con mắt đang lạnh lùng nhìn chu phàm và lý cửu nguyệt có thể đứng bồng bềnh trong nước mà không ngã người đeo mặt nạ này là tu sĩ thể lực đoạn trở lên sắc mặt chu phàm trở nên ngưng trọng người đeo mặt nạ vung hai tay lên trong tay áo hắn lại có ba mũi đoạn tiễn bay nhanh ra bắn về phía Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt vung kiếm đỡ, bùng 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 ba tiếng, kết giới màu vàng kim đã chặn đoạn tiễn lại, nhưng binh giới phù trên thân kiếm cũng bị hao hết. Lý Cửu Nguyệt không chút do dự lại lấy ra một tấm binh giới phù dán lên trên trường kiếm, hắn gấp giọng nói Chu Huynh, vừa rồi người này tiếp cận giao thủ với ta, thiếu chút nữa thì bị phù lục cường đại của ta làm bị thương, hiện tại hắn không dám tới gần nữa, chỉ dám dùng biện pháp âm hiểm này làm tiêu hao phù lục phòng ngự của ta người này là cao thủ thể lực đoạn thực lực cao siêu nhưng nhân lúc hắn không dám tới đây chu huynh ngươi đi trước ta đi sau mắt chu phàm lộ vẻ kinh ngạc hắn không ngờ lý cửu nguyệt lại có bản lĩnh tới mức bức một võ giả thể lực đoạn không dám tiếp cận bọn yến đại nhân đâu chu phàm không nghe chuyện lời lý cửu nguyệt hắn rất cần biết tình thế trước mặt không biết ngươi đi mau Lý Cửu Nguyệt lại thúc giục. Không cần, ta có biện pháp có thể thắng hắn, ngươi cẩn thận bảo hộ bản thân. Chu Phàm chạy về phía nước hồ. Cẩn thận, đó là phù tiễn. Lý Cửu Nguyệt vội hét lên. Nhưng Chu Phàm đã rời khỏi phạm vi trường kiếm của hắn có thể bảo hộ. Người đeo mặt nạ ở trong hồ lại vung hai tay lên, hai tay áo hắn lại bắn ra ba mũi đoạn tiễn, mục tiêu rõ ràng là Chu Phàm. Đoạn tiễn gào thét bay nhanh trong không trung, trong chớp mắt đã tới trước người chu phàm chỉ là ở trong thân thể chu phàm tuôn ra tử kim quang mang ba tiếng ken 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 đoạn tiễn bắn tới tử kim quang mang liền văng ra lúc này quang mang mới ngưng thực hóa thành một thân tử kim kinh giác chu phàm trên người phủ tử kim kinh giác nhảy vào trong nước hồ thậm chí không thò đầu ra trên mặt hồ ánh mắt lý cửu nguyệt lộ ra vẻ kỳ dị hắn không ngờ công pháp kháng kích đoạn mà chu phàm tu luyện lại đặc thù như vậy ngay cả phù tiễn cũng không bắn xuyên được. Khuôn mặt bị mặt nạ ác quỷ che đi của người đeo mặt nạ cũng lộ ra vẻ cả kinh, đó là giáp trụ gì vậy, có điều người đeo mặt nạ rất nhanh lại thu liễm tâm thần, hắn cảnh giác nhìn Lý Cửu Nguyệt ở xa xa, cũng lờ mờ cảnh giác chu phàm trốn dưới đáy hồ. Người đeo mặt nạ không ngờ một bạo phát đoạn nho nhỏ lại khó giải quyết như vậy, vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết trong tay Lý Cửu Nguyệt. Đối phó với kẻ có phù lục cùng với pháp khí nhiều vô kể, giống như một bảo khố di động này, khiến cho thể lực đoạn như hắn cũng khó có thể chống đỡ. Hai võ giả đến từ nghi loan ti này, hắn kiên kỵ lý cửu nguyệt hơn, về phần chu phàm trốn trong hồ, hắn cũng không để ý nhiều. Kháng kích đoạn khó có thể làm được đạp nước mà đi, về phần bồng bình trên mặt nước, đó càng là chuyện không thể. Võ giả kháng kích đoạn ở trong hồ một lúc sẽ bởi vì thiếu dưỡng khí mà không thể không ngoi lên trên, hắn chỉ cần phải cẩn thận một chút là có thể giải quyết võ giả này. Phù tiễn không xuyên được, nhưng hắn cũng không phải chỉ có thủ đoạn phù tiễn này. Hắn rút trường kiếm đeo trên người ra, đồng thời dán lên một đạo phù lục thượng phẩm hoàn cấp, lưu ý đáy nước, trong nhất thời cũng không nhằm vào Lý Cửu Nguyệt nữa. Sắc mặt Lý Cửu Nguyệt khẽ biến, với thực lực của hắn cũng không thể đạp nước mà đi, lần này hắn ra ngoài, phù lục pháp khí giữ mạng mang theo không ít, thủ đoạn cường đại cũng có, nhưng lại thiếu thủ đoạn viễn công, người đeo mặt nạ đó trốn trong hồ, cũng là nhìn ra được nhược điểm của hắn. Lý Cửu Nguyệt trong nhất thời cũng không giúp được gì. Nơi này trong nhất thời biến thành im lặng. Chỉ là người đeo mặt nạ nghĩ sai rồi, sau khoảng 15 phút, Chu Phàm cũng không từ dưới mặt nước ngoi lên. Người đeo mặt nạ có chút ngẩn ra, võ giả kháng kích đoạn bình thường có thể nín thở trong nước quá 15 phút là không thấy nhiều. Có điều chắc sắp rồi, vỏ giả đó ở đáy nước đó rất nhanh sẽ không nhịn được lý cửu nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ cũng không biết là nếu chu phàm nguyện ý hắn có thể ở dưới đáy nước cả đời trước ngực cùng với sau lưng tử kim kinh giáp bao phủ thân thể hắn có hai đồ án dọc nước đồ án từ phù văn tạo thành đây là hình thái thủy giáp của tử kim bát giáp có thể chuyển hóa dưỡng khí mà chu phàm cần khi ở trong nước đương nhiên thủy giáp không chỉ là như vậy Chu Phàm ở dưới đáy nước một lúc hai tay vạch một cái, bơi ở trong nước còn nhanh hơn cá. Thủy giáp có thể gia tốc tốc độ ở trong nước của hắn. Trong hồ không có quái quyệt tồn tại, rất an toàn. Chu Phàm ngửa đầu, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của người đeo mặt nạ, có điều hắn không hề động đậy, chỉ kiên nhẫn đợi. 15 phút đã trôi qua, người đeo mặt nạ dần dần mất đi kiên nhẫn hắn cảm thấy võ giả kháng kích đoạn này không phải mượn nước hồ đào tẩu thì chính là xảy ra chuyện trong nước hồ rồi không di động của nữa ám tiễn của hắn lại vù vù bắn về phía lý cửu nguyệt ở trên bờ trong lòng lý cửu nguyệt lờ mờ có chút lo lắng cho sự an toàn của chu phàm có điều hắn thấy đoạn tiễn phóng tới cũng chỉ có thể chuyên tâm ứng đối đáy nước rất im lặng chu phàm thấy người đeo mặt nạ xuất thủ đối phó lý cửu nguyệt hai mắt hắn nghiêm lại hai chân hắn dậm một cái xuống đáy hồ, hai tay của mạnh, cả người giống như điện bắn ra. Người đeo mặt nạ cảm thấy có chút không đúng, khi hắn nhìn thấy mặt nước dâng lên một tầng gợn sóng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng quá nhanh, hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa. Hắn chỉ kịp vung ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm đánh trúng đao gỉ từ dưới mặt nước đâm ra. Đao kiếm va chạm chấn cho mặt nước nổi lên từng tầng gợn sóng nhưng chu phàm trước giờ không nghĩ tới một đao có thể giải quyết được võ giả lực khí đoạn này tay trái của hắn khi đao gỉ chạm vào trường kiếm cấp tốc vương ra tóm lấy chân trái của người đeo mặt nạ rắc một tiếng trong cơ thể hắn lại nhanh chóng tỏa ra tử kim quan mang khinh giáp hóa thành trọng giáp cộng thêm hắn dùng sức kéo người đeo mặt nạ bị chu phàm kéo vào trong nước hồ lý cửu nguyệt cũng bắt đầu vội vàng chạy tới hồ trong tay hắn cầm một đạo hoàng phù khắc phù văn xanh da trời đây là băng phong phù có thể triệt để đóng băng mặt hồ chỉ là khoảnh khắc chạy tới bên hồ hắn lại do dự bởi vì hắn không xác nhận chu phàm nhất định có thể thắng được nếu chu phàm không thắng vậy hắn chính là bịp kính đường lui của chu phàm trong nháy mắt hắn do dự đánh nhau trong nước hồ lập tức được kịch liệt hóa người đeo mặt nạ cũng không ngờ lại bị chu phàm kéo vào trong nước hồ hắn hơi có chút hoảng loạn có điều rất nhanh đã bình tĩnh lại chân phải hắn dùng sức đá vào ngực chu phàm đang túng chân trái hắn nhưng chu phàm đã buông chân trái hắn ra tránh chân phải của hắn kéo giãn một chút cự ly với hắn người đeo mặt nạ không vội di động bởi vì hắn biết chu phàm khẳng định sẽ cản hắn bơi lên đây là chu phàm muốn khiến hắn ngạt chết chỉ là người đeo mặt nạ cười lạnh trong lòng hắn chính là võ giả thể lực đoạn thể lực của võ giả thể lực đoạn kéo dài hô hấp lại rất lâu cho dù ở trong nước nửa nén hương cũng không lo hô hấp đoạn tuyệt. Hắn một kiếm chém ngang tới Chu Phàm, hắn muốn ở dưới nước giết chết Chu Phàm trước rồi lại nổi lên sau. Đao gỉ kèm theo phù lục trong tay Chu Phàm cũng không chút do dự vung tới. Hai người đánh nhau trong sông. Chỉ là người đeo mặt nạ rất nhanh liền trở nên kinh hãi, bởi vì khí lực của Chu Phàm còn lớn hơn hắn tưởng tượng, mà ở trong nước lại làm ảnh hưởng tới tốc độ linh hoạt của hắn mà tử kim giáp trụ dày nặng trên người chu phàm đã hóa thành kinh giáp hắn dựa vào sự trợ giúp của thủy giáp quả thực là linh hoạt như người cá thân thể của người đeo mặt nạ bạo phát mới có thể chống đỡ với chu phàm chỉ là chu phàm cũng bạo phát lập tức chính là bạo phát cấp sáu chín lò hắn bạo phát tử kim giáp trụ cũng tăng vọt theo ở trong nước hung mảnh giống như một con cá mập hắn bổ ra một đao dòng nước xuất hiện chân không bị cắt thành hai đoạn trên mặt người đeo mặt nạ lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thấy một đao chém tới, không dám giữ lại gì nữa, chân khí thể lực đoạn ngưng tụ ra được điều động, rót vào trường kiếm, chân khí và phù lực cùng phát ra. Trường kiếm và đao va chạm, phát ra một tiếng nổ. Dòng nước phóng lên cao, nổ ra một cục nước trên mặt hồ. Trong lòng Chu Phàm có chút kinh ngạc, đao này của hắn không ngờ bị đỡ được, khí lực của đối phương rõ ràng không bằng hắn, thể lực đoạn này quả nhiên không tầm thường chu phàm thu liễm tâm tư đau thứ hai lại bổ ra người đeo mặt nạ biết mình gặp phải quái thai cự lực rồi hắn thầm kêu khổ chỉ là đau thế tới cực nhanh hắn chỉ có thể cố vung kiếm ngăn cản lý cửu nguyệt ở trên bờ nhìn mặt hồ bắn lên từng cột nước trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng cột nước dâng lên rồi tỏa ra trên mặt hồ hóa thành vô số gợn sóng nhỏ một lát sau cột nước không dâng lên nữa mặt hồ trở nên bình tĩnh Nguyên nhân mặt hồ bình lăng là vì người đeo mặt nạ ở đáy hồ đã triệt để hoãn rồi, hắn không dám đánh nhau chết sống với chu phàm ở trong nước, quái vật này chém ra nhiều đau như vậy mà khí lực lại không suy giảm chút nào, cái này nhìn thì căn bản không giống là kháng kích đoạn, ngược lại giống như thể lực đoạn thể lực kéo dài. Muốn dựa vào tính chất đặc biệt của thể lực đoạn để liều mạng với đối phương, đây căn bản chính là chuyện không thể. Vung ra nhiều kiếm như vậy, hô hấp của hắn đã biến thành có chút dồn dập, hắn muốn rời khỏi đáy hồ một khi rời khỏi đáy hồ hắn có thể dựa vào tốc độ di chuyển của mình nắm giữ lại ưu thế hắn không tin tốc độ di chuyển của quái vật này cũng có thể rất nhanh trên thực tế người đeo mặt nạ nghĩ không sai hiện tại nhược điểm lớn nhất của chu phàm chính là tốc độ di chuyển hắn nghĩ cách kéo người đeo mặt nạ vào trong nước chính là không muốn để người đeo mặt nạ phát huy ưu thế tốc độ của mình từ đó thoát đi người đeo mặt nạ muốn rời khỏi đáy hồ chu phàm chính là sẽ không đồng ý chu phàm liên tục bổ đao liên tục ngăn cản ý đồ muốn bơi lên trên của người đeo mặt nạ ở trong hồ tốc độ bơi lội của người đeo mặt nạ thậm chí không bằng chu phàm người đeo mặt nạ dần dần cảm thấy tuyệt vọng hắn quá sơ suất hiện tại muốn bơi lên cũng không dễ dàng gì mỗi lần hắn muốn ngoi lên sẽ bị đao của chu phàm bổ cho hắn lại chìm xuống đáy sông hắn thử sử dụng tên trong tay áo để khiến chu phàm phải né tránh từ đó tìm kiếm cơ hội đào thoát, nhưng Chu Phàm lại nhìn thấu ý đồ của hắn, căn bản không né tránh, tên bắn lên tử kim giáp trụ, căn bản ngay cả phòng ngự của tử kim giáp trụ cũng không xuyên phá được, đối với Chu Phàm mà nói, căn bản không cần thiết phải tránh né. Khí lực, phòng ngự, thể lực, người đeo mặt nạ phát hiện hắn không có bất kỳ ưu thế gì cả. Người đeo mặt nạ ở dưới đáy nước cảm thấy tuyệt vọng, có một lần không cẩn thận, hắn thậm chí bị một đao chém trúng cánh tay trái, Máu đỏ tươi tiêu tán trong nước. Chu Phàm vẫn bình tĩnh bổ tới từng đao. Nếu không phải mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, người đeo mặt nạ dựa vào phù lục và chân khí của mình để ngăn cản, hắn sớm đã chết rồi. Người đeo mặt nạ càng đánh càng cảm thấy tuyệt vọng, hắn cắn răng, hai mắt tàn nhẫn nhìn võ giả kháng kích đoạn có thể bức hắn đến tuyệt lộ này, hắn vừa dùng kiếm ngăn cản công kích của Chu Phàm, vừa lấy ra phù lục quý giá nhất của mình. Đạo phù lục trong tay hắn này là diễm xà quyển thượng phẩm lam cấp. Người đeo mặt nạ dán phù lục lên trên trường kiếm của mình, trong nháy mắt phù lục dán lên lập tức tỏa ra lam quang rực rỡ chói mắt. Quang mang màu lam này khiến sắc mặt Chu Phàm biến thành trở nên ngưng trọng. Đối thủ không ngờ dùng tới phù lục thượng phẩm lam cấp. Có điều Chu Phàm giống như loại người như người đeo mặt nạ, khẳng định lưu lại hậu thủ, hắn đã sớm có phòng bị, tâm niệm xoay chuyển rất nhanh tử kim kinh giáp trên thân thể bắt đầu có tử kim phù văn hiện lên, tử kim phù văn hóa thành một đạo hình rồng lan ra trên đao gỉ. Phù giáp của tử kim bát giáp Phù giáp có thể cung cấp một đạo phù lục quy lực có thể so với hạ phẩm tử cấp. Đao gỉ có tử kim tiểu long hiện lên, phát ra một tiếng rồng ngâm. Mà trường kiếm trong tay người đeo mặt nạ lờ mờ có hỏa diễm đỏ thẩm phát ra. Những cái này chỉ đều phát sinh trong chớp mắt, trường kiếm trong tay người đeo mặt nạ bổ dọc, hỏa xà lao ra thổi quét về phía chu phàm đao của chu phàm cũng toàn lực vung ra tử kim tiểu long hóa thành đao mang rực rỡ khuếch tán trong hồ trong nháy mắt hai đạo lực lượng khác nhau va chạm trong hồ tầm một tiếng dòng nước chảy loạn nước hồ cũng bị chấn cho bay lên từng tầng lý cửu nguyệt liên tục lui về phía sau nhìn hồ xanh bị khuấy cho lộn xộn hắn lại biến sắc chỉ là hắn không dám xuống nước rất sợ liên lụy tới chu phàm trầm một tiếng, Chu Phàm từ dưới hồ lao ra, trên người hắn vẫn bao phủ tử kim kinh giáp, hắn một tay bơi lên bờ, tay kia thì tóm người đeo mặt nạ máu chảy đầm đìa. Chu Huynh Mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra nụ cười, không cần nói cũng biết Chu Phàm thắng rồi. Có điều trong lòng Lý Cửu Nguyệt cũng kinh ngạc không thôi, dẫu sao đây chính là võ giả thể lực đoạn, mà Chu Phàm lại có thể dựa vào thực lực của kháng kích đoạn, vượt một cảnh giới lớn đánh bại hắn, cho dù là Lý Cửu Nguyệt cơ hồ cũng chưa từng thấy loại võ giả như vậy. Chu Phàm ném người đeo mặt nạ sang bên, tử kim giáp trụ trên thân thể hắn hóa thành tử kim quang mang thu vào trong cơ thể, hắn hơi thở phì phò. Một đau cuối cùng đó đối với hắn mà nói, cũng không thoải mái gì, không ngờ phù giáp cũng bị người đeo mặt nạ này bứt ra, nếu là võ giả thể lực đoạn bình thường, cũng không khó chơi như vậy phù giáp của tử kim bát giáp có thể nói là một loại thủ đoạn cường lực trước mắt của hắn, đáng tiếc là một khi sử dụng, loại kim loại thần kỳ huyết kim này sẽ biến thành uể oải, cần 7 ngày mới có thể khôi phục lại. Cũng chính là phù giáp dùng một lần cần chờ 7 ngày. Chu Huynh, ngươi không sao chứ, Lý Cửu Nguyệt quan tâm hỏi. Không sao, ta trước tiên xem hắn đã chết chưa đã. Sau khi Chu Phàm điều chỉnh lại hô hấp, hắn lại rút đao gỉ, cẩn thận tới gần người đeo mặt nạ nằm trên mặt đất. Vừa rồi một kích ở trong nước, người đeo mặt nạ bị đánh thành như vậy, cho dù chưa chết, vậy cũng ngất ngay rồi. Cho nên Chu Phàm có thể xách hắn từ trong nước ra, nhưng xách ra đã được một thoáng thời gian, Chu Phàm lo lắng người đeo mặt nạ đã khôi phục ý thức. Chu phàm không muốn cho người đeo mặt nạ này một chút cơ hội nào. Chỉ là người đeo mặt nạ không nhúc nhích, Chu phàm mồi sổn xuống, kiểm tra một chút, phát hiện hô hấp đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị phù lực chấn vỡ. Chết rồi. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu có thể bắt sống người đeo mặt nạ, vậy chắc chắn là tốt nhất, nhưng hiện tại đã chết, vậy cũng đành chịu. Tay trái Chu Phàm có hắc tuyến lan ra, hình thành găng tay, hắn mới kéo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt của nam tử trung niên, ở bên trái mi tâm của hắn có một mụn thịt. Rõ ràng là trang chủ lâm kiệt của Bích Hồ Sơn Trang. Người này không chỉ Chu Phàm nhận ra, Lý Cửu Nguyệt cũng nhận ra, bởi vì trước khi đánh vào sơn trang yến quy lai đã lấy phát họa đồ của lâm kiệt cho bọn chu phàm xem qua mặt lâm kiệt có đặc trưng rõ ràng như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không nhận sai chu phàm lại nhìn mặt nạ ác quỷ đó đây chỉ là mặt nạ bình thường không có bất kỳ chỗ nào đặc thù lý huynh ngươi xem nên làm gì chu phàm nhìn về phía lý cửu nguyệt hỏi trước tiên lục soát một chút xem trên người hắn có mang theo thứ gì quan trọng không sau khi lục soát xong chúng ta đi tìm bọn yến đại nhân Lý cử nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi đề nghị. Chu Phàm cũng có suy nghĩ tương đương, người đã chết rồi, bọn họ mang theo thi thể cũng không có bất kỳ tác dụng gì, sau đó Chu Phàm lục soát thi hài của Lâm Kiệt, chỉ là trừ trong phù đại có một số phù lục cùng với đoạn tiễn trên người hắn ra, trên thân thể người đeo mặt nạ không còn bất kỳ thứ gì quá đặc thù. Chu Phàm hỏi Lý Cửu Nguyệt một chút, có muốn chia một số phù lục không? Lý Cửu Nguyệt cười uyển chuyển tự tuyệt, Chu Phàm cũng biết Lý Cửu Nguyệt không thèm, hắn vui lòng nhận lấy toàn bộ, thậm chí ngay cả phù lục hạ phẩm hoàng cấp kèm theo trên đoạn tiễn cũng bốc xuống. Lý Cửu Nguyệt rất hứng thú đứng nhìn, chờ Chu Phàm thu thập xong mới nói chúng ta tới cửa sơn trang xem bọn Yến Đại Nhân có ở đó không. Nhưng Chu Phàm liếc thi hài của Lâm Kiệt trên mặt đất, hắn nghĩ nghĩ một chút, hỏi Lý Huynh, người nói thế lực mặt nạ này chuyên môn nghiên cứu quái quyệt, lai lịch thần bí, hắn liệu có thể sau khi chúng ta đi rồi thì sống lại không? Lý Cửu Nguyệt ặc một tiếng, chu huynh đây là chuyện không thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lý huynh ngươi chờ một chút chu phàm nói xong rút đao gỉ ra phân giải thi thể của lâm kiệt nhưng sau khi cắt đầu thi thể xuống hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn nếu thi thể phân giải rồi vẫn có thể nối lại thì sao cứ thiêu hủy là tốt nhất chu phàm lại lấy ra phù lục dám lên trên đao gỉ bổ một đao hỏa diễm từ thân đao bắn ra thi hài của lâm kiệt bốc cháy tỏa ra từng luồng khói đen lý cửu nguyệt bất đắc dĩ nhìn chu phàm hủy thi diệt tích chu huynh ngươi có phải quá cẩn thận rồi không cẩn thận lái thuyền vạn năm ta không muốn sau này lại gặp phải hắn chu phàm cười giải trừ phù lục trên đao thu đao vào vỏ hai người đi tới cửa chính của sơn trang lý cửu nguyệt ngẩng đầu nhìn sương máu vần quanh sơn trang đã tiêu tán hắn có chút kinh ngạc nói xem ra chu huynh là người cuối cùng từ trong sương máu đi ra mộng ngẫu chắc là quay về nguyền rủa này đã bị giải trừ chu phàm biết mộng ngẫu không phải quay về mà là bị hắn bắt tới khôi hà không gian lý huynh ngươi từ trong ác mộng đi ra được bao lâu rồi vì sao một mình ngươi lại xuất hiện ở đây chu phàm mở miệng hỏi lý cửu nguyệt nhìn phía trước hai mắt hắn chớp chớp nói ta ra thì gặp phải người đeo mặt nạ đó chưa đánh với hắn được một lúc thì ngươi ra ta đương nhiên cũng giống như ngươi bị mộng ngẫu di chuyển ra vậy ngươi có nhìn thấy người khác trong ti không chu phàm cảnh giác nhìn xung quanh hắn không chú ý thấy biểu cảm vi diệu trên mặt lý cử nguyệt À, không đã nói ta vừa ra thì gặp ngươi mà lý cử nguyệt lắc đầu nói khi hai người nói chuyện đã đến cửa chính sơn trang chỉ là không nhìn thấy bọn yến quy lai xung quanh là một mảng im lặng giống như ở phụ cận sơn trang chỉ có hai người bọn họ yến đại nhân từng nói nếu không ai ở cửa chính sơn trang vậy tới triền núi lúc ban đầu chúng ta dừng lại để tập hợp hiện tại chúng ta tới đó xem có thể tìm được bọn họ không chu phàm nghĩ nghĩ một chút rồi nói lý cửu nguyệt đối với điều này tất nhiên không có dị nghị gì hai người không dừng lại ở bích hồ sơn trang nữa mà là chạy tới triền núi lúc ban đầu triền núi đó vốn cách bích hồ sơn trang không xa bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy vừa nhìn thấy triền núi chu phàm bảo lý cửu nguyệt chậm lại hai người đều mặc lộ vẻ cảnh giác rút binh khí ra dẫu sao không ai biết dưới triền núi liệu có kẻ địch ẩn tàng đang mai phục hai người bọn họ hay không có điều bọn họ rất nhanh liền bình tĩnh lại dưới triền núi chính là bọn yến quy lai trừ yến quy lai áo công công cũng từ trong ác mộng thoát ly ra còn có hai ngân ấn lực sĩ tốc độ đoạn một lực sĩ kháng kích đoạn ba phù sư một thám quyệt viên bọn họ nhìn thấy hai người chu phàm trở về đều mặc lộ ý mừng hai người chu phàm và bọn yến quy lai vừa hội hợp mới biết được bảy người yến quy lai sau khi may mắn không tiến vào ác mộng không gặp phải đối thủ bọn họ đều bị dịch chuyển đến bên trái sơn trang tìm kiếm xung quanh một lần nhưng không phát hiện kẻ địch bởi vì sương máu vẫn đang khuếch tán bọn họ sợ lại bị liên lụy vào hơn nữa sơn trang quá lớn như vậy rất dễ bị tản bác dứt khoát đến triền núi này tập hợp chờ những người tiến vào trong ác mộng như bọn chu phàm không bao lâu sau bọn áo công công cũng lục tục đến nơi này. Hiện tại hai người chu phàm gia nhập, vậy có tổng cộng 11 người còn sống. Yến Quy Lai và bọn áo công công nghe chu phàm nói sương máu đã tiêu tán, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ buồn bã, bốn người tiến vào ác mộng chỉ sợ là chết rồi. Chu phàm đối với điều này thì hiểu rõ hơn, hắn ở bên trong vượt qua ba ác mộng, thời gian dài như vậy, mộng gì chắc cũng qua rồi mới đúng, hơn nữa mộng ngẫu cũng bị hắn bắt đi, cũng chẳng khác nào trận pháp ác mộng đã bị phá giải, nhưng bốn người đó vẫn chưa ra, vậy chỉ có một khả năng. Bốn người đó trước khi Chu Phàm bắt mộng ngẫu đi đã bị ác mộng cắn nuốt rồi. Hắn khẽ thở dài. Chờ thêm một chút đi. Kiến Quy Lai sầm mặt nói. Sau khi trầm mặt đợi nửa nén hương, vẫn không nhìn thấy người trở về, lúc này cũng không cần đợi thêm nữa. Lần này 17 người của Nghi Loan Ti đi ra, lại chết 6 người, tổn thất như vậy không thể nói là không thảm trọng. Đi thôi, về trước rồi nói. Yến Quy Lai nghiêm mặt đi tới phương hướng xích đạo. Áo công công dẫn đầu đuổi theo, sắc mặt hắn cũng khó coi, thấp giọng thương lượng với Yến Quy Lai. Đám người Chu Phàm cũng trước sau đuổi theo. Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt đi sau cùng, Lý Cửu Nguyệt dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói ngươi thật sự không định nói ra chuyện ngươi giết chết Lâm Kiệt à, chu phàm trước khi đến đã dặn dò lý cửu nguyệt cho nên lý cửu nguyệt cũng không nhắc tới việc này chu phàm chỉ hơi lắc đầu dẫu sao lâm kiệt cũng là cao thủ thể lực đoạn hắn không muốn cành mẹ để cành con lý cửu nguyệt chỉ khẽ gật đầu không nhắc tới việc này nữa lại đi một lúc nguy hiểm cơ bản đã giải trừ chu phàm lại nghĩ tới một chuyện khác sắc mặt hắn có chút cổ quái liếc lý cửu nguyệt ở bên cạnh sau đó lại di dời tầm mắt hắn hoài nghi lý cửu nguyệt là nữ bởi vì khi hắn nhào lên người lý cửu nguyệt phát hiện ngực hắn có chút mềm mại hơn nữa trên người còn có một loại mùi thơm bình thường khi ở chung hắn cảm thấy cơ ngực của lý cửu nguyệt là nảy nở hơn nam tử bình thường một chút hiện tại nghĩ lại đó chắc không phải cơ ngực có điều ở cổ đại có cơ ngực to trong thế giới võ giả cũng không phải không có cho nên chu phà một mực không hoài nghi nhiều nhưng một ông này lại thêm chuyện lý cửu nguyệt bốc phép mình tới mai hương viện là giả chu phàm càng nghĩ càng là cảm thấy lý cửu nguyệt tuyệt đối là nữ ai không ngờ cộng sự của hắn lại là một nữ hài tử vừa nghĩ như vậy không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên có chút mừng thầm hắn ngẩn người có điều hắn rất nhanh liền có phản ứng cảm thấy mình là mừng thầm mới là tâm thái bình thường nếu hắn phát hiện lý cửu nguyệt là nữ sau đó cảm thấy buồn bã vậy mới xong đời chỉ là vẫn có chút không đúng cho dù hắn là nữ mình cao hứng như vậy làm gì xem ra sắc mặt vàng như nến đó của Lý Cửu Nguyệt có khả năng là bôi thuốc màu gì đó để ngụy trang, nhưng khuôn mặt và mày đau cùng với mắt to đó của nàng, chẳng lẽ cũng là giả, cũng chính là cho dù đổi về nữ trang khẳng định cũng không phải một nữ tử xinh đẹp như hoa, so với yên chi cô nương trong khôi hà không gian thì sợ rằng là trên lệch tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Mình không ngờ lại cảm thấy mừng thầm, mình chắc không phải là thích nàng rồi chứ, nhưng nãy nãy từng nói nhìn một nữ hài tử có được hay không, nên xem phẩm cách của nàng, ai đợi đã mình hiện tại bắt đầu vì nàng không đẹp mà tìm cớ à chu phàm từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải tâm cảnh cổ quái như vậy hắn càng nghĩ càng là cảm thấy hỗn loạn lại không nhịn được nhìn lý cửu nguyệt thêm mấy lần lý cửu nguyệt trợn mắt lườm hắn một cái ngươi cứ nhìn trộn ta làm gì không là ngươi nhìn trộn ta bằng không sao ngươi biết là ta đang nhìn trộn ngươi chu phàm chớp chớp mắt nói ngươi đánh rắm toàn là ngụy biện lý cửu nguyệt trợn mắt nói Chu Phạm trầm mặt một chút, thô lỗ như vậy thật sự có thể là nữ tử sao, ngươi có thể đừng thô lỗ như vậy nữa không, Chu Phạm không nhịn được khuyên. Chu Huynh, ngươi bị thần kinh gì thế? Ta luôn thô lỗ như vậy mà. Lý Cửu Nguyệt nói xong còn vương ngón út ra ngoáy mũi. Chu Phạm không đành lòng nhìn nữa, hắn đang tự an ủi mình, đây khẳng định là Lý Cửu Nguyệt cố ý ngụy trang, nàng biến thành nữ hài tử sẽ không làm như vậy. Chỉ là vạn nhất nàng chính là nữ hài tử thô lỗ như vậy, mình nên làm thế nào cho phải, Chu Phàm có chút bi ai nghĩ. Lý Huynh, ta cảm thấy trên thân thể mình tỏa ra một mùi hôi. Có gì đâu, trời nóng như vậy khẳng định là phải toát mồ hôi rồi. Không phải hôi do mồ hôi. Dì cơ, bọn Chu Phàm rất nhanh bước vào xích đạo, đi ở trước nhất là Yến Quy Lai và Áo Công Công, bọn họ rời xa người phía sau. Trong lòng người phía sau cũng biết hai vị đại nhân có chuyện quan trọng phải thương lượng, không dám quấy rầy, thả chậm bước chân. Ngươi cho rằng có thể là ai? Áo công công sụ mặt, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi, lần này nhiệm vụ thất bại, hắn thiếu chút nữa thì lâm vào ác mộng không thể thoát ra. Áo công công cho rằng Nghi Loan Ti khẳng định là có nội gián tiết lộ tin tức, bằng không chuyện này có thế nào cũng không thể nói thông được. Suy đoán là không có ý nghĩa. Yến Quy Lai lắc đầu, trong mắt hắn cũng mang nộ ý, lần trước tin tức ba thôn di dời bị tiết lộ, khiến cho ba thôn gặp phải sự tập kích của nhân thối đạo, hắn có chút hoài nghi, nhưng tin tức ba thôn di dời người trong nghi loan ti phủ biết cũng không ít, cho dù muốn tra cũng không tra được. Chỉ là lần này thì khác, trước tiên biết nhiệm vụ bích hồ sơn trang là không có mấy người. Hiến tế kêu gọi mộng ngẫu, bố trí trận pháp không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Yến Quy Lai có thể khẳng định trước khi bọn họ xuất phát, người đeo mặt nạ đã biết tin tức, cho nên mới sẽ có cạm bẫy đó chờ bọn họ. Trừ hai người chúng ta, viên huệ ra, cũng chỉ có bốn mặt liêu trong phủ ti cùng với mấy người điều tra ra cứ điểm là biết. Áo công công tiếp tục chậm rãi nói, viên huệ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn tổn nhân bất lợi kỹ này, cho nên chỉ có thể ở trong mấy người đó. Quỷ thệ, bọn họ đều lập quỷ thệ. Yến Quy Lai liếc áo công công một cái, người biết nhiệm vụ này đều lập quỷ thệ, tiết lộ tin tức chính là phản bội rất nghiêm trọng. Quỷ thệ, áo công công cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh thường, Yến Quy Lai, ngươi đừng có nói với ta, ngươi không biết quỷ thệ là có thể tránh được, thị vệ, cung nữ, thái giám của Hoàng Cung Đại ngụy trước khi vào cung đều phải lập quỷ thệ, nhưng Hoàng Cung Đại ngụy còn không phải là như gió lùa cái sàn, trong cung có gió thổi cỏ lay gì, những đại nhân bên ngoài thậm chí còn biết sớm hơn cả thiên tử nguyên nhân tạo thành vấn đề này chính là quỷ thể có thể tránh né ví dụ như khi lập quỷ thể dùng giả thay thật lập quỷ thể giả lại dùng các loại biện pháp tránh kiểm tra những trò này áo công công thấy nhiều rồi hai hàng lông mày yến quy lai nhíu lại ta đương nhiên biết quỷ thể có thể tránh né nhưng loại địa phương như thiên lương lý ngươi cảm thấy có người lại đi phí tâm làm như vậy à cho dù thật sự có hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà tiết lộ tin tức của chúng ta cho nhân thối đạo người đeo mặt nạ, từ đó khiến cho thân phận của hắn có khả năng bị bại lộ. Vậy liệu có phải là quá ngu không? Có phải hay không thì điều tra sẽ biết. Trên mặt áo công công mang theo lãnh ý, ta kiến nghị, sau khi trở về, trừ ba chúng ta ra thì bắt toàn bộ những người biết chuyện lại nghiêm hình thảo vấn, rồi sẽ có thể biết là ai làm. Không được, làm như vậy sẽ chỉ khiến phủ ti lòng người hoang mang. Nếu không phải trong đám người bọn họ, không chỉ đổ oan cho những người này càng sẽ đã thảo kinh xà việc này chỉ có thể âm thầm điều tra yến quy lai lắc đầu phủ định đề nghị này của áo công công lòng dạ đàn bà không phải bọn họ thì còn ai vào đây nữa áo công công lạnh lùng chất vấn ta không cãi nhau với ngươi chờ trở về trong phủ gọi viên huệ tới ba người chúng ta biểu quyết là được nhắc tới biểu quyết sắc mặt áo công công càng lạnh hơn hắn biết viên huệ hòa thượng khẳng định sẽ đồng ý với cách làm của yến quy lai Biểu quyết là hắn rất ít có lúc thắng, vừa nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy uất nghẹn, ở trong mắt hắn, Yến Quy Lai và Viên Huệ Hòa thượng đều là loại ngu xuẩn ngốc nghếch. Người nói Yến đại nhân và áo công công đang nói gì? Chu Phàm thuận tay khoác vai Lý Cửu Nguyệt, làm bộ như hảo huynh đệ nói. Còn có thể nói gì? Lý Cửu Nguyệt nhìn hai người Yến Quy Lai đi ở phía trước, đang thảo luận là ai tiết lộ tin tức thôi. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy chu phàm cảm thấy đầu vai của lý cửu nguyệt hơi hẹp đầu vai hẹp như vậy khẳng định là nữ hài tử loại thời tiết quỷ quái này sắp nóng tới chết người rồi người dí sát như vậy làm gì lý cửu nguyệt vỗ tay đặt trên vai hắn của chu phàm ánh mắt kỳ quái hỏi nóng à sao ta không thấy nhỉ chu phàm ngẩng đầu nhìn mặt trời trên trời nhún vai dịch ra một chút hắn không dám quá phận, bằng không lý cửu nguyệt thẹn quá hóa giận vậy thì phiền rồi kỳ kỳ quái quái lý cửu nguyệt lắc đầu kỳ kỳ quái quái là ngươi mới đúng chu phàm lẩm bẩm trong lòng sau đó lại cười cười lý huynh sau này chúng ta nên thân thiết hơn một chút mới đúng ngươi nói gì thế chúng ta vốn chính là cộng sự bằng hữu ngươi vẫn muốn thân thiết hơn à trên mặt lý cửu nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi chu phàm chỉ cười thần bí làm trò ta sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần ngươi chu huynh chắc ngươi không phải là điên rồi chứ sao ta cảm thấy ngươi cứ luôn hồ ngôn loạn ngữ ta một câu cũng nghe không hiểu mặt lý cửu nguyệt lộ vẻ bất đắc dĩ nói một tiếng đồng hồ sau bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy dòng suối nhỏ chảy qua tường thành đông dòng suối nhỏ trong suốt có thể thấy được đá cuội các màu dưới đấy mọi người bước lên đông ngọc kiều rất nhanh đã tới trước cửa thành đông đội viên tuần tra phụ trách thủ vệ thấy là bọn yến quy lai trở về vội vàng cho đi từ cửa thành đông mà vào thuận theo thiên lương đại đạo về tới nghi loan ti phủ yến quy lai bảo bọn chu phàm đi nghỉ nửa ngày sau đó cùng áo công công vội vàng bước đi chu phàm trở về lão huynh cũng lắc lắc đuôi đi tới chu huynh đằng nào cũng rảnh không bằng chúng ta tới mai hương viện uống rượu mua vui đi lý cửu nguyệt duỗi lưng nói chu phàm nhìn ngực hơi nhô lên của lý cửu nguyệt hắn nhìn ra chắc là dùng băng vải quấn lại Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là phản lì như gương. Đi không? Trên mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra một nụ cười đáng khinh, ta mời. Lý Cửu Nguyệt à Lý Cửu Nguyệt, bản chất của ngươi đã bị ta nhìn thấu, loại ngụy trang đi kỹ viện này là vô dụng, vừa nghĩ đến đây Chu Phàm cảm thấy nụ cười đáng khinh đó của Lý Cửu Nguyệt bỗng dưng lộ ra có chút đáng yêu. Chu Phàm ho khẽ một tiếng, không được, ngươi cũng biết ta chưa bao giờ tới loại địa phương đó. Chu Phàm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt không chỉ là vì bản thân quả thật không thích, còn bởi vì hắn cần tạo dựng một hình tượng nam nhân tốt ở trước mặt Lý Cửu Nguyệt, làm tốt chuẩn bị cho sau này. Trải qua một đường suy nghĩ, từ sau khi phát hiện thân phận chân thực của Lý Cửu Nguyệt, hắn phát hiện mình chắc là thích Lý Cửu Nguyệt rồi, cho dù thích này tới có chút mặt danh kỳ diệu. Có điều kiếp trước có câu nói rất hay, tình yêu luôn tới đột nhiên như vậy. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hắn thầm cầu nguyện bộ dạng nữ trang của lý cửu nguyệt đừng quá khó coi hơn nữa những hành động cách nói năng thô lỗ đó tốt nhất chỉ là một tầng ngụy trang của nàng thật sự không đi à ngươi chắc không phải lại muốn về tu luyện chứ ngươi cứ như vậy thật sự rất không thú vị lý cửu nguyệt lắc đầu nói lý huynh cứ tự tiện là được chu phàm ta không phải loại người như vậy chu phàm vẻ mặt đứng đắn nói ngươi không đi vậy ta cũng thôi đi một mình cũng chán hai người lại nói mấy câu rồi tách ra lý cửu nguyệt nhìn bóng lưng của chu phàm trên mặt lộ ra vẻ suy tư nói gần như là lẩm bẩm tên này chắc không phải là đã phát hiện rồi chứ chu phàm mua chút đồ ăn ở bắc nhai mới dẫn theo lão huynh trở về trạch viện sau khi lấp đầy bụng nghỉ ngơi một chút là tới giờ thân buổi chiều chu phàm đứng ở trong sân vẻ mặt nghiêm túc nhớ lại chuyện sơn trang hôm nay chìm nổi trong ác mộng nhất là ác mộng thứ ba thật sự rất hiểm nhưng may mà công pháp tốc độ đoạn du tứ quý hắn muốn đã tới tay hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại cẩn thận nghiên cứu công pháp du tứ quý ở trong đầu qua khoảng nửa nén hương chu phà mới chậm rãi mở mắt trên mặt hắn lộ ra vẻ quá dị du tứ quý này tu luyện rất thâm thúy phức tạp khi vận chuyển công pháp hút vào thiên địa nguyên khí người tu luyện sẽ lâm vào trong ảo tượng bốn mùa ở trong ảo tượng bốn mùa bước ra từng bước bộ phạt bước ra trong ảo tượng chính là bình cảnh tâm pháp vận chuyển gặp phải nếu không vượt qua được vậy vĩnh viễn không thể có tiến cảnh thậm chí một khi đi nhầm bước vậy sẽ huyết khí lộn xộn bị nguyên khí hút vào phản vệ mà bị thương người cơ sở càng vững chắc lại càng dễ thông qua ảo tượng nếu cơ sở không vững chắc có lẽ ngay cả nhập môn cũng rất gian nan chu phạm nghiêm túc suy tư một phen sau khi xác nhận không có lầm lỗi mới về phòng đóng cửa lại ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp của du tứ quý nạp nguyên khí vào trong cơ thể hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại ngưng thần tịnh tưởng rất nhanh chu phàm xuất hiện trên một bãi cỏ gió mát hay hay thậm chí có thể ngửi được mùi cỏ xanh tất cả đều lộ ra vô cùng chân thực nhưng trong lòng chu phàm biết rằng đây chỉ là một ảo tượng mà thôi hắn cúi đầu nhìn cỏ xanh ở trước người hắn xuất hiện tám dấu chân lộn xộn sắc mặt chu phàm ngưng trọng hít một hơi thật sâu hắn nhấc chân theo dấu chân đó bước ra bước đầu tiên chỉ là quan ảnh đảo ngược, hắn giống như không làm gì, vẫn đứng tại chỗ. Chu Phàm ngẩng người, hắn lại thử một chút. Nhưng vẫn như vậy, hắn vẫn đứng tại chỗ. Lúc này Chu Phàm mới biết, một bước này là khó hơn hắn nghĩ. Hắn bắt đầu liên tục thử, ở trong ảo tượng này, hắn mồ hôi đầm đìa. Cho đến sau mấy trăm lần, sau khi đạp ra một bước, mới chính thức dẫm lên dấu chân trên cỏ. Thân thể truyền đến một tiếng vù, Chu Phàm mở mắt, tâm pháp cũng theo đó dừng vận chuyển. Một bước này khiến cho hắn tiến vào tốc độ sơ đoạn. Mặt chu phàm lộ ra vẻ vui mừng đứng lên, ra khỏi phòng, hắn nhìn cây hạnh nhỏ trong sân, hắn chỉ nhấp nhoáng một cái, lăng không nhảy lên, đứng trên cành cây hạnh. Hắn có thể nhìn thấy nóc nhà đen xì chung quanh, chỉ là bởi vì khí tức của hắn bất ổn, cước lực hơi nặng, rắc một tiếng, cành cây gãy, cả người hắn từ trên cây rơi xuống. Độ cao này sẽ không sao, chỉ là quần áo dính chút lá cây chu phàm cười vươn tay ra phẩy lá rụng trên người như thế nào là tốc độ đoạn tốc độ đoạn chính là sau khi trải qua lực khí đoạn bạo phát đoạn kháng kích đoạn không ngừng hấp thu nguyên khí cải tạo thân thể cuối cùng có thể tích trữ nguyên khí trong thiên địa ở thân thể loại nguyên khí này sẽ cung cấp cơ sở để tốc độ nhanh tới tuyệt luân cho thân thể bất kể là tốc độ công kích hay là di động về phần tốc độ có thể nhanh đến thế nào thì được quyết định bởi sự khác biệt của công pháp tu luyện công pháp tốc độ đoạn du tứ quý hàng đầu như chu phàm tu luyện khiến cho hắn vừa bước vào tốc độ sơ đoạn tốc độ đã đạt tới đỉnh của công pháp cấp phổ tốc mà yên chi nói nhưng chỉ thân pháp mà nói chu phàm đã có thể làm được những chuyện mà võ giả tốc độ cao đoạn bình thường mới có thể làm được như thảo thượng phi bay trên cỏ thủy thượng phiêu nước trên nước cùng với đạp tuyết vô ngân bước trên tuyết không có dấu chân chu phàm đứng trong sân không thử nhảy cây nữa đao của hắn nhanh chóng ra khỏi vỏ, trong không trung xẹt qua một tia đao quang, tay hắn rung lên, đao gỉ lập tức hóa thành ba đạo đao ảnh. Đao của hắn nhanh hơn lúc trước, hắn vốn luyện chính là khoái đao, dưới sự tăng cường của tốc độ đoạn, khoái đao tất nhiên là nhanh hơn. Đối với khoái đao thuật mà nói, đao càng nhanh lại càng mạnh. Nếu không phải võ giả tốc độ đoạn đứng ở trước người Chu Phàm, hiện tại hắn thậm chí có lòng tin, đối thủ chưa rút binh ra, đao của hắn đã có thể chém chết đối phương rồi. Có thể nói bước vào tốc độ đoạn khiến cho Chu Phàm bất kể là tốc độ di chuyển hay là đao pháp, đều có tăng cường rất lớn. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu luyện tập đao pháp. Lưu quan khoái ngân đao quyết mà vụ đưa hắn có 10 tầng, lúc trước hắn ở lực khí đoạn luyện là truy phong thế, ở bạo phát đoạn luyện là phá phong thế. Ở kháng kích đoạn hắn một mực đang tu tập bôn lôi thế, nhưng khi đối địch lại không có cơ hội sử dụng hiện tại không chỉ là bôn lôi thế của kháng kích đoạn hắn còn bắt đầu tu tập thiểm lôi thế của tốc độ đoạn cảnh giới đề thăng đao phát tự nhiên cũng không thể giảm xuống nhưng luyện một lúc trời đã dần dần tối chu phàm chỉ có thể dừng lại dẫn theo lão huynh đi ăn cơm sau khi ăn xong trở về mới lại tiếp tục tu luyện sau khi tới thiên lương thành ba ngày không thể thoải mái như đội tuần tra ở thôn khi tuần tra còn có thời gian tu luyện hiện tại ít có thời gian đương nhiên phải tranh thủ tu luyện cho tới khi sắp đêm khuya chu phàm mới ngừng lại rửa mặt đi ngủ hôm nay hắn đã tiến vào khôi hà không gian buổi tối khi ngủ không thể lại tiến vào nữa bằng không hắn đã ngủ sớm rồi trên thuyền của khôi hà không gian có trọng đao và khinh đao tu luyện sẽ làm ít công to chỉ là ngủ một lúc cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân vừa đột phá không cho dù luyện đao pháp lâu như vậy hắn vẫn cảm thấy tinh thần dồi dào Nhất thời cũng không buồn ngủ. Hắn nghĩ nghĩ một chút dứt khoát ngồi dậy. Lão huynh thấy Chu Phàm dậy, ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. "Ta lên nóc nhà tản bộ, ngươi không cần theo." Chu Phàm cười cười nói. Lão huynh khịt khịt mũi, lại nằm xuống nhắm mắt lại. Chu Phàm cầm lấy phù đại và đao gỉ, đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh sao chiếu xuống, khiến cho tiểu viện tràn ngập lam mang kỳ dị. Hắn không định luyện đao mà là chuẩn bị nhân lúc đêm dài người vắng luyện thân pháp một chút. Chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái, lập tức bay lên, dẫm trên tường vây, khi vừa dẫm lên tường vây, thân thể hắn có dây nhỏ xanh đen lan ra, bao phủ cả người hắn trong đằng một giáp trụ. Chu Phàm là không muốn để đội tuần tra nhìn thấy nhận ra hắn, dẫu sao nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi lung tung, cũng hơi khó giải thích. Chu Phàm từ trên tường vây nhảy xuống, thân ảnh của hắn giống như một lùng khói nhẹ, từ trong ngõ nhảy ra, rất nhanh đã tới bắt nhai, lại dậm một cái, người lăn không nhảy lên, một cước dẫm lên mái hiên của một cửa hàng, cả người múa lượn trong không trung rồi hạ xuống, lại tới một nóc nhà khác. Hắn đứng trên nóc nhà, nhìn sao sáng quang đầy trời, khuôn mặt dưới giáp mặt nở nụ cười, loại cảm giác chạy cấp tốc trong gió này khiến hắn cảm thấy rất vui sướng. Có điều chu phàm rất nhanh liền thôi cười, hắn cấp tốc nấp đi, như người trốn trên mái ngói dốc nghiêng. Hắn nhìn thấy phía trước có mấy bóng người từ trên nóc nhà nhảy đi, tốc độ cũng không thấp hơn hắn. Bóng người không phát hiện sự tồn tại của Chu Phàm, rất nhanh liền đi theo hướng đông, biến mất trong tầm mắt Chu Phàm. Chu Phàm nghĩ nghĩ một chút, vẫn bất động thanh sắc đi theo. Nóc nhà dưới Tinh không nhìn thì giống như từng hàng xương sườn của cự thú. Chu Phàm nhìn mấy cái bóng bồng bềnh trên nóc nhà, hắn thân nhẹ như yến không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Nếu không tiến vào tốc độ đoạn, hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp tốc độ của mấy cái bóng mờ mờ đó. Một hồi lâu sau, cũng sắp đến cuối đông phường, đây là góc đông bắc của thiên lương thành. Mấy cái bóng đó đột nhiên hạ xuống, biến mất trước mắt Chu Phàm. Chu Phàm ngừng bước chân đúng lúc, hắn không tùy tiện đi tới, mà là từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, lặng lẽ đi vào trong đường tắt. Quang mang màu vàng tím từ trong thân thể hắn trào ra, lập tức ngưng tụ thành khinh giáp, lại phủ lên một tầng trên đằng một giáp trụ. Trên tử kim khinh giáp có phù văn hình nồng nọc nhỏ sinh thành, giáp trụ dần dần đổi màu, dung nhập vào trong đêm tối. Nếu nói vừa rồi Chu Phà mặc đằng một giáp trụ xanh đen còn có thể nhìn thấy một cái bóng trong đêm đen, hiện tại cho dù hắn có người đến gần cũng khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, không chỉ là như vậy, ngay cả khí vị thân thể, tim đập hô hấp của hắn cũng bị tử kim kinh giáp hoàn toàn bao phủ, cơ hồ không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Đây là hình thái ẩn giáp của tử kim bát giáp. Lúc này Chu Phà mới lao tới phương hướng mà mấy đạo hắc ảnh đó hạ xuống, vừa rẽ một lần trong đường tắt, hắn đã nhìn thấy điểm dừng chân của mấy cái bóng đó. Chỉ là mượn ánh sao ảm đạm mà nhìn, mấy cái bóng đó sớm đã biến mất. Chu Phàm tựa vào góc tường, hắn hơi híp mắt lại, nhìn tòa nhà có chút củ nát ở phía trước điểm dừng chân của mấy cái bóng. Hắn có chút không dám khẳng định chính căn nhà này, dẫu sao nếu bọn họ cẩn thận một chút, có thể sẽ không lựa chọn đặt chân phía trước cứ điểm, mà phải sau khi đặt chân thì đi thêm một đoạn thời gian. Mượn lợi thế của ẩn giáp, bước chân Chu Phàm nhẹ nhàng, giống như mèo đi đường không tiếng động lặng lẽ tới gần căn nhà đó khi cách cửa gỗ ba thước chu phàm lại dừng bước cửa gỗ lờ mờ vặn vèo giống như dòng nước lay động sắc mặt chu phàm ngưng trọng nhìn cửa gỗ cổ quái hắn biết đây khẳng định là thủ đoạn giám sát kỳ lạ nào đó nếu không phải hắn đang ở trạng thái ẩn thân có lẽ đã bị phát hiện rồi chu phàm cẩn thận vòng qua cửa gỗ đi tới phía trước cửa sổ phía bên phải phòng bên trong không có một tia sáng hắn không đụng vào vách tường, mà là từ lỗ tai tới gần cửa sổ cẩn thận lắng nghe, loại nhà ở này vốn cũ nát, hiệu quả cách âm của cửa sổ không quá tốt, có người trong nhà cho dù hạ thấp giọng, nhưng Chu Phàm dựa vào gần như vậy, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Sao bọn họ lại trở lại? Có một thanh âm trầm thấp khàn khàn dẫn đầu vang lên trong phòng, trong thanh âm bao hàm ý phẫn nộ. Có thể là bởi vì chuyện Bích Hồ Sơn Trang, một thành viên quan trọng của bọn họ bị Nghi Loan Ti giết chết, cho nên bọn họ mới trở lại một thanh âm quái dị bén nhọn khà khà cười một tiếng. Bích Hồ Sơn Trang Thành viên quan trọng, sắc mặt Chu Phàm khẽ biến, những kẻ trong phòng đang nói tới chắc là Lâm Kiệt bị hắn giết chết, bọn họ trở về, nói cách khác thế lực của người đeo mặt nạ đã trở lại, vậy trong phòng là ai? Hừ, bọn Yến Quy Lai đúng là vô dụng, như vậy cũng không thể phá sạch được hang ổ của bọn họ. Thanh âm của một nữ tử vang lên, chúng ta mất rất nhiều tâm tư, mới dẫn được thám quyệt viên của Nghi Loan Ti tới Bích Hồ Sơn Trang điều này lại khiến trong lòng chu phàm cả kinh tình báo về bích hồ sơn trang là đến từ sự dẫn dắt của những người này bọn họ làm như vậy là vì gì là vì tin tức bị lộ thanh âm trầm thấp khàn khàn ban đầu thở dài xem ra không chỉ là chúng ta những người đó ở nghi loan ti cũng có bố trí bằng không tổn thất lần này có thể khiến bọn họ rút khỏi thiên lương lý rồi đúng là phí sức thanh âm của một tiểu cô nương vang lên vậy hiện tại nên làm gì bọn họ quay lại chắc không phải là để trả thù nghi loan ti chứ thanh âm của tiểu cô nương có chút lo lắng những kẻ đó không kiên nể gì nếu làm lớn chuyện sẽ chỉ liên lụy tới chúng ta trước tiên cứ xem đã rồi nói nghĩ cách tìm ra điểm ẩn thân của bọn họ lại lợi dụng lực lượng của nghi loan ti thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ngươi nói bọn họ rốt cuộc trốn ở góc nào trong thành chúng ta quen thuộc với thiên lương thành còn hơn cả nghi loan ti vì sao mỗi lần đều không tìm thấy bọn họ trong thanh âm quá dị bén nhọn lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu rồi sẽ có biện pháp tìm được bọn họ thanh âm tiểu cô nương lạnh lùng nói những người trong phòng lại thương lượng vài câu về việc này sau đó bọn họ lại nói tới một đề tài khác sao ta cảm thấy gần đây trong thành có chút không thích hợp nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói cái gì không thích hợp không phải là những người đó đang làm mưa làm gió à thanh âm khàn khàn trầm thấp nói không phải chỉ là ta luôn có một loại cảm giác tâm thần bất an, giống như có thứ gì đáng sợ đã tới thiên lương thành vậy. Nữ tử trẻ tuổi do do dự dự nói. Ba người còn lại trong phòng nghe thấy nữ tử trẻ tuổi nói như vậy, đều trở nên trầm mặc. Thiên phú dự cảm của ngươi có đôi khi rất linh nghiệm, chẳng lẽ những người đó vì trả thù nghi loan ti, dẫn một quái quyệt cấp bậc cực cao tới thiên lương thành nhà, thanh âm tiểu cô nương mang theo một tia ngưng trọng. Bất kể là như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận thanh âm càng càng trầm thấp chậm rãi nói nếu quá nguy hiểm vậy chúng ta rút khỏi thiên lương thành những người đó đúng là đáng giận vốn chúng ta là đi theo lộ tuyến phát triển lâu dài ngày tháng đang tốt bọn họ vừa tới liền phá đi sự cân bằng trong thành trong thanh âm của nữ tử trẻ tuổi mang theo hận ý thanh âm trong phòng bỗng nhiên biến thành khẽ đi thì thầm to nhỏ chu phàm vốn đang tập trung tinh thần nghe vừa định tới gần thêm một chút nhưng mặt hắn cứng lại không chút do dự di chuyển mấy bước rời khỏi bên cửa sổ cả người nằm trên mặt đất ven tường trong không khí ngoài cửa sổ có dòng nước vặn vẹo di động một thân ảnh cao lớn hiện ra trong phòng cũng nhanh chóng bay ra ba cái bóng ba cái bóng chiều cao không đồng nhất hội hợp với thân ảnh cao lớn bọn họ nhìn quét tất cả xung quanh chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy gì kỳ quái chẳng lẽ là ảo giác của ta à thân ảnh thân hình cao lớn lẩm bẩm nói vừa rồi ta hình như cảm thấy có thứ gì đó ở cạnh cửa sổ nghe trộm chúng ta nói chuyện. Nếu có người nghe trộm, hắn có nhanh tới mấy cũng không thể chạy thoát tới một chút bóng dáng cũng không thấy, hơn nữa chúng ta còn bày ra cấm chế giám thị, có ai có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện chứ? Lên tiếng là thân ảnh bén nhọn quá dị, hắn chỉ thấp hơn nam tử cao lớn đó một đoạn. Vậy chắc là ảo giác của ta rồi. Nam tử thân hình cao lớn lắc đầu bất kể có phải ảo giác hay không lần sau tụ hội đừng đặt ở đây đi thôi trời sắp sáng rồi tiểu cô nương mở miệng nói vậy có tin tức thì lại liên hệ với nhau nữ tử trẻ tuổi cười nói bốn cái bóng vù một cái rời đi về bốn phương hướng nhà cũ biến thành tĩnh lặng không tiếng động chỉ một lát sau bốn cái bóng lại xuất hiện bọn họ nhìn nhau vẫn không phát hiện ra gì thân ảnh vù một cái lại biến mất Chu Phàm nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, thậm chí khi bốn người đó xuất hiện ở phía trước cửa sổ mở miệng nói chuyện, hắn cũng không mở mắt. Bởi vì có một số người hoặc quái quyệt có lẽ sẽ rất mẫn cảm đối với thị tuyến. Bốn người đó đi rồi còn quay lại, sau đó lại rời khỏi, Chu Phàm cũng không lập tức đứng lên. Bởi vì ai biết được bọn họ liệu có sẽ quay lại lần nữa hay không, thậm chí có thể đang trốn trong chỗ tối nhìn trộm chung quanh căn nhà. Dưới tình huống không biết thực lực của đối thủ, chu phàm không muốn nổi xung đột với bốn người ở đây hơn nữa nghi loan ti nói không chừng vẫn cần dùng những người này cho nên sách lược tốt nhất chính là không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của mình chu phàm lại kiên nhẫn đợi một hồi lâu sau khi xác nhận những người đó chắc đã thật sự rời đi hắn mới rụt rè từ dưới đất đứng lên hắn nhìn căn nhà một cái không muốn đi vào mà là lặng lẽ không tiếng động chọn một ngõ nhỏ chạy vào ngõ nhỏ ở đông phường vòng vòng vèo vèo nếu chu phàm muốn từ ngõ nhỏ đi ra sợ rằng tới hừng đông cũng không tìm thấy đường ra, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái lên nóc nhà, phân biệt tốt phương hướng, mới dẫm lên nóc nhà dùng thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật đi về Tây Phường. Chỉ là hắn đi được một lúc, lại dừng chân, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Tuy ngõ nhỏ vòng vèo, nhưng bốn người này tự xưng là rất hiểu về thiên lương thành, vậy đi từ ngõ nhỏ chắc sẽ không lạc đường hơn nữa cũng an toàn kín đáo hơn, vậy vì sao khi tới lại giống như hắn từ nóc nhà mà đến, nếu không phải từ nóc nhà mà đến, sẽ không bị hắn phát hiện, Chẳng lẽ là cố ý dụ hắn tới sao? Có điều nghĩ kỹ lại, chuyện này lại không quá có khả năng, hắn xuất hiện trên nóc nhà chỉ là lâm thời nổi hứng, những người đó không thể biết trước, hơn nữa từ những hành động của bọn họ ở. Trước cửa sổ nhà cũ cho thấy, hiển nhiên lúc trước là không biết sự tồn tại của mình. Chu Phàm trầm mặt một lúc, hắn thầm nghĩ có lẽ bốn người đó là cảm thấy đi ngõ nhỏ quá chậm lại hoặc là sợ trên đường gặp phải một số người thường đêm khuya trở về, từ đó mà bị người ta thấy. Chu Phàm không nghĩ nữa, mà là lại lao về phía tây tốc độ của hắn cực nhanh rất nhanh đã ra khỏi đông phường xuyên qua bắc đại nhai tiến vào trong tây phường hạ xuống sân nhỏ của mình chu phàm vừa giải trừ trạng thái ẩn giáp trên người mở cửa lão huynh đã rất quen thuộc đối với tiếng bước chân của hắn lỗ tai chỉ khẽ động một chút ngay cả mắt cũng không mở chu phàm thu thập đơn giản một chút mới nằm xuống nhắm mắt hắn nhớ lại lời nói của bốn người đó hắn đã lờ mờ có suy đoán đối với thân phận của bốn người Suy nghĩ một lúc hắn lại thở dài một hơi, xem ra tình thế của Thiên Lương Thành còn phức tạp hơn hắn nghĩ. Ánh rạng đông xuyên qua màn đêm như tấm màn đen, chiếu xuống Thiên Lương Thành, cả tòa thành thị đã sống dậy. Cho dù đêm qua khuya mới ngủ, nhưng Chu Phàm cũng không cảm thấy mệt mỏi, hắn mang theo lão huynh rời khỏi tiểu viện, giống như thường ngày đi qua Thiên Lương Đại Đạo, bước vào Thiên Lương Nhai, tới cửa hàng ăn sáng gặp Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt vẫn giống như mỗi sáng, vẫy tay với hắn chu phàm cười đi tới ngồi xuống đối diện lý cửu nguyệt lý cửu nguyệt thì cầm lấy bánh bao thịt đã sớm chuẩn bị trước ném cho lão huynh lão huynh miệng ngậm bánh bao thịt bước sang bên cắn ăn giải thích một cách sinh động cái gì gọi là bánh bao thịt đánh chó lý cửu nguyệt cười cười nhìn động tác của lão huynh với vẻ hứng thú lão huynh là chó thông minh nhất ta từng thấy nó nhìn thế nào cũng không giống như một con chó già không hổ là chó đã hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa khuyển thai hoàng ngươi nói thật sự hết rồi à nếu có thể kiếm một số đến đây, ta cũng muốn lấy cho chó ăn. Hết rồi. Vẻ mặt Chu Phàm trở nên nghiêm túc nhìn mặt Lý Cửu Nguyệt, lúc trước hắn từng nói với Lý Cửu Nguyệt một số chuyện của lão huynh, cho nên Lý Cửu Nguyệt biết khuyển thai hoàng. Vậy đúng là quá đáng tiếc. Lý Cửu Nguyệt quay đầu lại, phát hiện Chu Phàm đang nhìn vào mặt hắn, ngươi nhìn chầm chầm ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có son tối hôm qua nữ nhân đó lưu lại à, nói xong Lý Cửu Nguyệt dùng tay áo lau mặt. Không. Chu Phạm thu hồi tầm mắt, rót cho Cửu Nguyệt và mình một ly trà, ta chỉ là đột nhiên phát hiện bộ dạng của Lý Huynh rất anh Tuấn, trước kia thật sự là bỏ sót rồi. Đó là đương nhiên. Trên mặt Lý Cửu Nguyệt mang theo nụ cười đắc ý, lông mày thô nảy nảy, ta nói với ngươi nhé, soái tuyệt lạc thủy hương thì không dám nói, nhưng ta chính là đệ nhất Mỹ Nam Tử của Cửu Đạt Lý. Khụ khụ, Chu Phạm sặc nước trà, hắn vội vàng ho kha mấy cái. Mới vẻ mặt nhếch nhác ngẩng đầu nhìn Lý Cửu Nguyệt, vậy Lý Huynh cảm thấy bộ dạng của ta thế nào, chu phàm nói xong những lời này trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương người á lý cửu nguyệt quan sát kỹ chu phàm hơi gật đầu chu huynh ta nói thật nhé ngươi cũng đừng tức giận ta cảm thấy bộ dạng của ngươi mã mã hổ hổ hơn nữa cả ngày chỉ biết tu luyện đánh quái quyệt sau này sợ là phải làm quan côn cả đời chu phàm thầm nghĩ nàng cảm thấy bộ dạng của ta mã mã hổ hổ vậy không phải không có hy vọng hắn ho khẽ một tiếng nói ta cũng cảm thấy vấn đề quan côn này rất nghiêm trọng vậy trong nhà lý huynh có nữ tử vừa độ tuổi nào không nếu thích hợp không được lý cửu nguyệt lắc đầu chu huynh không biết thôi trong nhà thương nhân như chúng ta nữ tử ham ăn biến làm còn thích lãng phí tuyệt đối không phải là lương phối tốt vậy à chu phàm cũng thở dài kỳ thật ta cũng không gấp nhưng cha mẹ trong nhà tuổi đã lớn chuyện này không gấp cũng không được vấn đề cả đời của ta đành phải nhờ lý huynh hỗ trợ nhiều hơn chu huynh đã nói như vậy làm huynh đệ một hồi việc này cứ để ta lý cửu nguyệt vỗ vỗ vai chu phàm vẻ mặt trịnh trọng nói không biết lý huynh có hôn phối chưa chu phàm vòng vèo hỏi dò người ngọc thụ lâm phong như ta lý cửu nguyệt cười ha ha kỳ thật sớm đã có một vị hôn thê ôn nhu hiền lương cùng ta chính là thanh mai trúc mã chờ ta và nàng thành thân sẽ mời chu huynh tới uống rượu mừng chu phàm giật mình ý tứ chắc không phải là muốn nói nàng đã có vị hôn phu rồi chứ có điều rất nhanh chu phàm cảm thấy khả năng này không tính là lớn chỉ có thể nói là lý cửu nguyệt đang nói hưu nói vượng hai người đều mang ý xấu, vừa ăn sáng vừa nói cười. Đợi tới Nghi Loan Ti Phủ, Chu Phàm một mình đi gặp Yến Quy Lai vẫn đang ở Nghi Loan Ti Phủ. Chu Phàm kể lại chuyện tối hôm qua hắn truy tung bốn người đó, cũng nghe lén bốn người nói chuyện và thêm thắt một chút lại với Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không truy hỏi chi tiết về Chu Phàm trước khi nghe lén, mà là đặt tất cả tâm tư ở cuộc nói chuyện của bốn người đó, sắc mặt của hắn biến thành ngưng trọng, ngươi cảm thấy bốn người đó là lai lịch gì, ta đoán bọn họ không phải người, là quái quyệt một mực trốn trong thiên lương thành vấn đề này chu phàm sớm đã nghĩ tới hắn cảm thấy chỉ có thể là quái quyệt có một số quái quyệt không có trí lực nhưng quái quyệt có thể một mực ẩn tàng mà không bị phát hiện ở trong thành phần lớn là quái quyệt có trí tuệ tương tự như nhân mị những quái quyệt này đã có trí lực vậy liên hợp lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì đối với chuyện chu phàm cho rằng bốn người là quái quyệt yến quy lai không vội lên tiếng hắn chỉ cầm lấy hồ lô băng lam uống một mụn rượu Trầm ngâm một chút mới nói kỳ thật nghi loan ti một mực đều hoài nghi trong thành ẩn tàng một thế lực quái quyệt có tổ chức chỉ là bất kể phái thám quyệt viên âm thầm điều tra hay là để đội tuần tra kiểm tra ở trong thành đều khó có thể phát hiện ra tung tích của chúng ngươi cũng biết chúng có một bộ biện pháp thủ đoạn có thể tránh né rắc quyệt phù cho dù kiểm tra hộ khẩu chúng cũng có thể ký sinh hoặc phụ thân ở trên người con người nếu không phải như vậy cũng sẽ không để mặc chúng một mực trốn trong thành không ngừng họa hại bách tính trong thành ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có khả năng bốn người đó chính là thuộc về thế lực quái quyệt trong thành. Yến Quy Lai lại uống một ngụm rượu, sau đó nghi mặt nói nếu giống như chúng nói, không chỉ là chúng bố trí cơ sở ngầm ở Nghi Loan Ti, ngay cả thế lực mặt nạ đó cũng đưa cơ sở ngầm vào Nghi Loan Ti, vậy thiên lương lý Nghi Loan Ti có lẽ không có bí mật gì đáng nói. Chỉ sợ nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới mí mắt của hai thế lực này, lúc trước ba thôn di dời có thể chính là một thế lực trong bọn họ truyền cho nhân thối đạo. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Phàm cũng lạnh xuống, trận đánh với nhân thối đạo ba thôn là giành được đại thắng, nhưng người đã chết chung quy vẫn chết, nếu không có chuyện nhân thối đạo, cuộc di chuyển của ba thôn cũng không chết quá nhiều người. Yến Đại Nhân, nội quỷ hai thế lực này đặt ở nghi loan ti phải mau chóng lôi chúng ra mới được, nếu không chúng ta bất kể làm gì cũng bó tay bó chân. Những cái này ta biết rồi. Yến Quy Lai nhíu mày, ngươi về làm việc đi, không phải hôm nay thì chính là ngày mai việc này sẽ có manh mối. Chu Phàm chấp tay cáo từ, rời khỏi phòng của yến quy lai tốc độ bắt nội quỷ của yến quy lai hơn xa tưởng tượng của chu phàm chu phàm và lý cửu nguyệt vừa ra ngoài một chuyến tiêu diệt một quái quyệt trở về liền nghe thấy tin tức ba vị tứ an sứ đại nhân đã bắt được hai nội quỷ hai nội quỷ này một là quái quyệt một là thám quyệt viên đã gia nhập nghi loan ti hơn một năm đáng tiếc là bất kể là quái quyệt này hay là thám quyệt viên khi bị bắt đều chết rồi không lưu lại bất kỳ manh mối khả dụng nào Kỳ thật điều này sớm đã nằm trong dự liệu, quái quyệt đó khẳng định sẽ không hợp tác với Nghi Loan Ti, về phần võ giả nhân loại đó khi tiến vào nằm vùng, khẳng định là đã phát quỷ thể hoặc là bị hạ cấm chế gì đó. Có điều bất kể là như thế nào, nội quỷ cuối cùng cũng bị thanh trừ. Buổi tối Chu Phàm tan trực làm xong một số việc vặt, bắt đầu tu luyện theo lẽ thường, sau khi hoàn thành viêm dương khí cố định, hắn lại tu luyện du tứ quý, tiến vào trong tứ quý huyển tượng. Trải qua hơn một canh giờ luyện tập, hắn đầu đầy mồ hôi mới ở trong ảo tượng bước ra bước thứ hai. Sau khi bước ra bước thứ hai, Chu Phàm đã đạt tới cực hạn triệt để thoát ly khỏi ảo tượng. Hắn dây dây mi tâm, không ngờ công pháp du tứ quý này bước ra bước thứ hai lại có tiêu hao đối với tinh thần, thể lực lớn như vậy. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bước thứ hai, về sau vẫn còn sáu bước chờ hắn. Dựa theo ghi chép của du tứ quý, chỉ có hoàn thành xuân chi bát bộ mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào tốc độ trung đoạn. Đừng nhìn Chu Phàm chỉ ngày thứ hai đã bước ra bước thứ hai, đó là bởi vì trụ cột của hắn vững chắc, sáu bước về sau lại không đơn giản như vậy. Muốn bước ra bước thứ tám, hắn chắc cần nửa tháng mới có thể làm được. Điều này khiến Chu Phàm có chút trầm mặt. Sương mù bồng bềnh ở trên thuyền, lướt qua trước người Chu Phàm. Yên Chi đang vẽ mặt lười biếng xếp chai lọ đựng bột nước, nàng ngẩng đầu liếc chu phàm một cái chúc mừng tiến vào tốc độ đoạn hiện tại ta có bao nhiêu sâu xám chu phàm hỏi yên chi không trả lời có điều sương mù cuốn động quả cầu lưu ly đã tích trữ được 29 con sâu xám lớn ba con sâu xám nhỏ nếu ta muốn câu lên đang dược thăng cấp phù hợp với tình huống hiện tại của ta cần đi tới bao nhiêu mét chu phàm nghĩ nghĩ một chút hỏi một con sâu xám nhỏ yên chi báo ra giá cho câu hỏi này có thể. Chu phàm không do dự nhiều, càng biết Yên Chi sẽ không giống như vụ, cho hắn cơ hội cò kè mặt cả. Người tu chính là công pháp tốc độ đoạn cấp thuấn di, loại công pháp này rất lợi hại, độ khó tự nhiên cũng lớn, đang dược như vậy sẽ không có nhiều. Nếu dựa vào vận khí đi tới 20 mét sẽ có xác suất nhỏ có thể câu lên đang dược thích hợp với ngươi, muốn xác suất đại khái thì cũng chỉ có thể đi tới 30 mét. Có điều đi tới 30 mét, sâu xám của ngươi sẽ không đủ làm mồi câu, kỳ thật ngươi không có lựa chọn, cũng chỉ có thể đi tới 20 mét, có điều. Mắt yên chi chớp chớp, du tứ quý là ta đưa cho ngươi, đang dược đồng bộ kỳ thật ta cũng có. Lại vừa hay tâm tình của ta không tồi, ngươi cho ta 25 con sâu xám lớn, ta cho ngươi tứ quý đang đủ để thăng cấp, giúp ngươi hoàn thành tu luyện cấp bậc này. 25 con à, hai hàng lông mày của Chu Phàm nhướng lên, hắn là giao dịch để hỏi, Yên Chi không thể lừa gạt hắn, nếu đi tới 20m chỉ có xác suất nhỏ câu lên đang dược thăng cấp, vậy giao dịch đang dược với Yên Chi quả thật là lựa chọn tốt nhất. Ta nghe người ta nói là thuốc có 3 phần độc, một mực dùng đang dược thăng cấp như ta, liệu có tồn tại tai họa ngầm gì cho thân thể gì không? Chu Phàm lại có chút lo lắng hỏi. Yên Chi vừa nghe thấy vậy, cười tới run cả người. Cái này thì có gì buồn cười? Chu Phàm nghẹn lời. Điên chi cười một hồi lâu mới ngừng lại, "Ta phát hiện ngươi ở phương diện nào đó là rất ngu, đang dược bình thường có lẽ sẽ tồn tại độc tính nhất định, nhưng xem ghi chép về ngươi mà thuyền đưa cho ta, ngươi phục dụng một mực là đang dược cực phẩm, những đang dược đó nếu ngay cả độc tính cũng không thể loại bỏ, vậy thành chuyện cười rồi." "Về phần tứ quý đang ta cấp cho ngươi vốn là đang dược cực phẩm chuẩn bị cho công pháp cực phẩm như du tứ quý, có thể có độc tính gì, ta nói với một thường thức nhỏ nhé, tri thức bên ngoài ở khôi hà không gian rất nhiều lúc là không thích hợp có điều nếu nói tới tai họa ngầm cũng không thể nói là một chút tai họa ngầm cũng không có yên chi lại trầm ngâm tai họa ngầm gì chu phàm khẩn trương hỏi đề thăng quá nhanh tâm tính của ngươi rất dễ bất ổn hay là ngươi chậm rãi khổ luyện đi như vậy tâm thái khẳng định sẽ được ma luyện rất khá yên chi cười nói một võ giả tâm thái mà bất ổn sẽ không có nghị lực là rất khó đi đến trình độ đỉnh cao nhất. Tâm thái dễ bất ổn à, Chu Phàm nhíu mày, thế gian này quả nhiên không có lợi ích tuyệt đối, khi có được gì cũng sẽ phải trả giá nhất định. Nói thật, với thiên phú của ta, nếu có đủ thời gian, ta có lòng tin không dựa vào đan dược, cũng có thể đột phá từng bình cảnh, đứng ở đỉnh phong nhất của nhân loại. Chu Phàm có chút thở dài. Nhưng thời không đợi người, ta nào có nhiều thời gian như vậy để chậm rãi tu luyện hay là chờ thọ mệnh của ta tăng lên rồi lại chậm rãi tôi luyện tâm tính vậy. 25 con sâu xám lớn phải không? Ta đáp ứng. Chu Phàm bốc phép một cách vô sĩ, yên chi chỉ cười nhạt một tiếng, ta đột nhiên phát hiện da mặt của ngươi rất dày, tâm tính chắc không cần ma luyện. Nàng Vương Ngọc thủ nắm lấy một dòng sương mù bay về phía nàng, từ trong sương mù lấy ra một bình sứ hoa văn xanh, ném cho Chu Phàm. Vì sao các ngươi luôn có thể từ trong sương mù lấy ra đồ vật vậy? Chu Phàm đón lấy bình sứ, hắn mở ra nhìn, bên trong có mấy viên đan dược. Bởi vì đồ của chúng ta đều cất trong sương mù, bốn viên tứ quý đan, một lần chỉ có thể ăn một viên, chờ ngươi ăn xong, chắc đủ để đạt tới tốc độ cao đoạn. Yên Chi nói khẽ, quả cầu lưu ly chậm rãi bay về phía nàng, rơi xuống tay nàng. 25 con sâu xám lớn trong quả cầu lưu ly hóa thành một luồng ánh sáng trắng rơi vào tay nàng, rất nhanh dung nhập vào trong lòng bàn tay. Chu Phạm thấy vậy liền thở dài, trong quả cầu lưu ly chỉ còn lại có mấy con sâu xám. Vẫn phải nỗ lực hơn mới được. Ngày hôm sau của Chu Phạm và Lý Cử Nguyệt trôi qua trong chạy quanh các nơi trong thành xử lý sự kiện quái quyệt. Cho đến buổi tối Chu Phạm mới thời gian rỗi rãi để tu luyện, hắn ăn vào một viên tứ quý đan, vận chuyển tâm pháp của du tứ quý. Đan dược tan ra, khi nguyên khí dồi dào chạy trồn trong cơ thể, Chu Phạm lại vào trong tứ quý huyển tượng. Vẫn là mặt cỏ xanh mượt, nhưng đối với chu phàm mà nói dấu chân một mực có chút mơ hồ trên cỏ đột nhiên trở nên rõ ràng chu phàm thử nhất chân đi đến một bước này lại đạp rất vững không còn loại cảm giác vất vả trúc trắc lúc trước mà là lộ ra rất đơn giản hắn lại tiếp tục đi đến một bước lại một bước cho đến khi dẫm lên dấu chân thứ tám trên cỏ toàn bộ ảo cảnh vùng một tiếng trở nên rung rung cỏ xanh trên mặt đất biến thành khô vàng cho đến khi dần dần bốc cháy hóa thành bụi đen tản đi cả phiến thiên địa biến thành một mảng khô vàng. Mặt trời thiêu đốt, sóng nhiệt mãnh liệt của tới. Trong các vàng ống ánh xuất hiện từng hàng dấu chân. Dấu chân vừa xuất hiện, Chu Phàm thoát ly khỏi ảo tượng, từ ảo tượng mùa xuân tới ảo tượng sa mạc mùa hè, hắn đã bước vào tốc độ trung đoạn, Chu Phàm lờ mờ thể ngộ biến hóa của thân thể bước vào tốc độ trung đoạn, hiện tại trong cơ thể hắn tràn đầy nguyên khí, so với tốc độ sơ đoạn thì không biết gia tăng bao nhiêu lần. Chu Phàm đẩy cửa đi tới vườn, thân thể hắn chỉ nhấp nhoáng đã đến trước cây hạnh lại khẽ động đã kéo ra hai hắn giống hệt nhau khó có thể phân rõ đâu là ảo ảnh ảo ảnh lại từ hai hóa bốn sau đó mới chậm rãi hợp thành một người đây là ảo ảnh di động tốc độ cao hình thành chu phàm ở tốc độ trung đoạn lại có thực lực của công pháp tốc độ cao đoạn cấp ảo ảnh đông phương ngọc lúc trước cũng chỉ là như vậy mà thôi hiện tại nếu đông phương ngọc lại đứng ở trước mặt hắn trên tốc độ là không có bất kỳ ưu thế gì chu phàm cười ha ha hắn lại không ngừng vận chuyển tâm pháp du động trong sân kéo ra ba đạo ảo ảnh cẩn thận luyện tập nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha